Sao lại thiếu vợ? Vợ thì nói chung là cũng cơ bản là cũng không cần đấy. Khi nào nếu mà kiểu cần thì mới gọi là thiếu, nhưng mà mình không cần thì cũng không gọi là thiếu đâu các bạn. Chào các em nhá. Fan thấy ít clip thế á? Thì ít clip đâu, trong nhóm luyện đề vừa mới clip hai ngày liên tiếp xong, rát cả họng rồi lại bắt thầy clip tiếp các bạn. 2K7 à? Ok, 2K7 thì để hôm sau 2K7 nhá. Chào Hữu Bằng nhá, chào Hoàng Khánh nhá. Quốc Thái, how are you là bạn tên gì ha? Thế à? Thế mà từ trước đến nay thầy cứ tưởng how are you là câu hỏi tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi? Rồi, sao bây giờ mới biết đấy. Chắc là tiếng Anh hồi thầy đi học nó khác với tiếng Anh bây giờ đúng không? Thầy nghĩ là do tiếng Anh hồi thầy đi học nó khác. Hồi thầy đi học tiếng Anh how are you là bạn bao nhiêu tuổi? Đấy, bây giờ lại là how are you lại là bạn tên gì à? Khoai nhỉ. Tiếng Anh đúng là càng ngày càng khó các bạn. Bảo sao? Dương Quản nay thầy clip sớm thế á? Tí nữa thì gì nhỉ? Tí nữa có trận MC với Arsenal nên phải đi xem nhé các em. Chả lẽ bây giờ các em từng này tuổi rồi mà không xem mấy trận Super Sunday à? Các em có xem trận Super Sunday không các bạn? Chút nữa ngoài anh có trận Super Sunday đấy. Super Sunday giữa MC Arsenal nên là thầy livestream sớm để thầy còn đi xem đấy các bạn nhá. Ok, thôi được rồi nào, từ từ chào nhau cái đã nhá. Chưa có cái thủ tục chào nhau ấy nhỉ. Từ từ nhá. Đầu tiên này, các em thả cho thầy một cái trái tim mà thầy đã ghi ở phần comment này các bạn nhá. Các em thả thầy một cái trái tim để xem hôm nay Facebook nó bị lỗi thả tim không. Mọi hôm là Facebook nó bị lỗi thả tim ấy. Thì các em thả một cái trái tim vào phần ghim comment của thầy này, xem có lỗi không này. Sau đó thì chào nhau để thầy chào lại nhá. Ok, chào Huỳnh Thanh Phương này, chào Thanh Huyền này, chào Charlie Hoàng này, chào Phạm Tiến Dũng này, chào Thùy Trang này, chào Lan Nhiên này, chào Khương Duy này, chào Nguyễn Khánh này, em đang ăn cơm ăn gì sớm đấy nhỉ? Chào Nguyễn Ngọc Hương Quân nhé. Xin chào người đẹp trai nhất thế giới. Ok, người đẹp trai nhất thế giới, chào Hương Quân nhá. Chào Mẫn Ánh nhá, chào Bùi Thị Ly, chào Phạm Tấn Tài nhá, chào Hoàng Lê nhá. Ok, chào Quốc Anh, chào Ly Sang, chào Đặng Hoàng Nguyên, chào Nguyễn Thị Diệu Anh, chào Vân Anh Nguyễn. Rồi, chào Khánh Khánh Linh nhá. Khánh Linh có cái kim cương ở đây mà không chia sẻ được cái livestream về nhỉ? Thế thì hỏng bét rồi Khánh Linh ạ. Chào Đỗ Trang nhá. Mấy cái bạn này thầy bảo này, mấy cái bạn có cái nút kim cương ở bên cạnh là các em phải thế nào đấy, các em làm cái gì cho xứng đáng với cái nút kim cương ấy đi nhá. Chào Lê Thị Hồng Nhung nhá, chào Diệu Thư, chào Bảo Linh, chào Lý Huy Hoàng, chào Trần Hương, chào Nguyễn Văn Trương, chào Hoàng Văn Thắng, chào Hồ Hoàng Tiến nhá, chào Kim Huệ nhá. Mạc Đức Đảng học luôn đi thầy á. Học làm gì vội, làm cái gì nó cũng phải có cái giai đoạn khởi động chứ các bạn. Đúng không? Làm gì thì cũng phải có cái giai đoạn khởi động dạo đầu chứ các em. Chứ một phát vào luôn thì làm sao mà học được các em. Làm gì thế thôi, nói chung các bạn trẻ con các bạn chưa hiểu được mấy chuyện người lớn đâu. Gì đây? Thùy Trang, nhà thông thái Nguyễn Quốc Chí. À ừ đấy, quên mất đấy, quên đấy. Các bạn xem cái clip mới nhất trên, các em xem cái clip mới nhất trên top top của thầy chưa? Hả? Các bạn xem clip mới nhất trên top top chưa? Ok, chào Bùi Thị Ly, chào Phan Đoàn nhá. Ở trên kênh top top học tập Chí DT264 nhá, vừa đăng tải clip gọi là ai là tỷ phú các bạn. Trên kênh top top Chí DT264 là thầy vừa mới đăng tải clip gì nhỉ, ai là tỷ phú các em nhá. Xem một phát xong là làm tỷ phú luôn các bạn nhá. Thi cử làm cái gì, học hành làm cái gì, các em lên kênh này các em xem luôn thầy cái clip thầy mới up buổi trưa, kiểu gì các em về sau làm tỷ phú luôn các bạn đấy nhá. Rồi chào Minh Ngọc nhá, chào Trang Đoàn nhá, Phan Mạnh Tuyển em xem rồi, ok đấy, tỷ phú đầu tiên này. Chào tỷ phú Phan Mạnh Tuyển nhá. Ok, không sớm thì muộn các em cũng sẽ làm tỷ phú đôi các em nhá. Đấy. Rồi chào Đoan Trang nhá. Ok, nhà thông thái chào em nhá. Chào chào ai bây giờ nhỉ? Tôi chả biết chào ai. Rồi rồi nhá. Đây là chương trình ai là tỷ phú. Ok, ai là tỷ phú. Thì tất cả những bạn mà các em xem xong cái clip mà thầy mới up ấy, đảm bảo không sớm thì muộn sẽ là cái tỷ phú các bạn nhá. Được chưa? Kiếp này mình không làm tỷ phú thì mình có thể làm, mình không làm tỷ phú USD thì mình cũng làm tỷ phú Việt Nam đồng, mà mình không làm tỷ phú Việt Nam đồng thì mình cũng làm tỷ phú đô la âm phủ.
thì các bạn cũng không cần phải quá là lo đâu, kiểu gì cũng đến ngày mình giàu thôi các em. Rồi Vũ Minh Đức em xóa top top từ lâu rồi à? Ồ kinh quá nhỉ, Vũ Minh Đức này chắc đấy. Nay thầy chữa đề thi tỉnh nào á? À nay thầy lại chữa một cái đề thi very hay các bạn. Very hay của Hà Nội, trường có điểm đầu vào cao nhất của Hà Nội và cũng là trường có đầu ra đứng thứ hai ở Hà Nội. Ok. Chào Ngọc nhá. Trang giấy nháp giàu tình cảm. Ui, giàu tình cảm nó làm gì? Mình đang nói tỷ phú tiền cơ mà. Nguyễn Văn Đức thầy hay quá, thầy mãi là fan của em. Ok. Chào Văn Đức Idol nhá. Dương Hải Yến em mãi quạt thầy à. Chào Thùy Trang nhá. Cao Quang Thiện em xóa top top rồi, mấy bạn này chăm học nhỉ. Chào Tuấn Dũng nhá, chào Nguyễn Diệp nhá, chào Sinh Tơn nhá. Chu Văn An đúng không? Không, Chu Văn An thì thuộc nhóm ấy rồi. Chu Văn An là thuộc nhóm kiểu chuyên chuyên, nửa nửa chuyên chuyên rồi. Thầy đang nói là những cái trường công lập cơ, thuộc top nhóm những các trường công lập. Chu Văn An thì hơi thuộc chuyên thôi các bạn. Rồi, thế bây giờ thì các em có mấy việc cái này. Ngày hôm nay thì thầy cũng phải chia sẻ với các em là đêm qua là thầy bị mất ngủ, nên là hôm nay là thầy đang rất buồn ngủ. Thì trong trường hợp mà đang livestream mà thầy lăn ra ngủ thì các em nhớ đến nhà thầy tắt livestream của thầy nha. Ngoài ra thì thầy cũng phải livestream sớm để chút nữa còn xem Super Sunday các bạn. Nhưng mà nó hôm nay buồn ngủ thật. Hôm nay buồn ngủ cho nên là bài tập thì chắc là nhờ các em làm với các em comment đáp án hộ. Các bạn có sẵn sàng giúp thầy không nhỉ? Những bạn nào sẵn sàng làm hộ thầy và comment đáp án giúp thầy thì các em comment hộ thầy cái chữ sẵn sàng đấy nhá. Những bạn nào nhá. Thế còn những bạn nào đã muốn bắt đầu nghe thầy kể chuyện rồi thì các em comment thầy chữ bắt đầu này. Còn những ai mà các em ở nước ngoài xa xôi nhá mà cũng muốn học toán với thầy nhá thì các em comment thầy chữ start nhá. Đấy. À nhưng mà trước đó thì thầy hỏi các em là các em đã xem hết đề minh họa chưa? Thầy hỏi các ông là các ông đã xem đủ hết đề minh họa thầy chữa chưa? Hỏi chân thành luôn. Xem chưa? Chưa xem mà. Các em mà không xem đề minh họa thầy chữa thì các em có lỗi với cả thầy với cả bộ đây các bạn. Bộ cho cái đề minh họa hay như thế mà các bạn không xem thì tôi chết. Ngoài ra thì hôm nay là buổi ôn học kỳ thứ hai của các bạn lớp 12 đấy nhá. Buổi thứ hai đấy thì các em đã xem buổi 1 chưa không biết. Các em mà chưa xem buổi 1 thì nhớ kéo page xuống để xem buổi 1 nhá. Nhớ kéo page xuống để xem buổi 1. Ok chưa? Đấy, chứ không xem buổi 1 là thầy ban luôn các bạn đấy. Ok không nhỉ? Rồi, thế thì bây giờ là lúc 8 giờ 20 à. Giờ 8 giờ 20 thì khoảng 2 phút nữa nhé. 2 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu vào học. Thì tiện thể hôm nay thầy kể cho các bạn một cái câu chuyện như thế này. Sách 20 đề khác gì với sách 25 đề á? Sách 25 đề em mua thôi, còn không có sách 20 đề đâu em. Gì nhỉ? Thầy kể cho em một cái câu chuyện rất là bi đát như thế này. Đấy là các em có biết là đây này, cái quyển sách này ấy, hàng năm thì một cái post của thầy thôi là bán được khoảng mười mấy nghìn quyển, nhưng riêng năm nay thì thầy post lên mười mấy nghìn post nhưng mà lại không bán được một quyển đấy. Rất là bi đát mà thầy đã chót in ra 20.000 quyển rồi thì không biết là ở đây có những ai tốt bụng thì các em có thể nhập cái quyển sách này về nhá. Các em nhập quyển sách này về thì thực ra thì các em không làm ấy thì cũng không sao cả, các bạn nhập nhập về thì cho nó đầy cái tủ sách thôi. Bởi vì các em biết điều gì không, đầu khi mà một người con gái người ta đến nhà bạn trai ấy thì việc đầu tiên người ta sẽ nhìn vào đó là nhìn vào cái giá sách. Thì nếu cái giá sách đấy nó có rất nhiều sách và có quyển sách 25 đề này thì đảm bảo là các bạn nữ là rụng trứng luôn và việc luôn nhá. Thế cho nên là các bạn nam cố gắng nhập quyển sách này về nhá. Để nhập quyển sách này các em truy cập trang sách 25đề.vn. Đấy, các em sẽ là người thứ hai sở hữu quyển sách này. Tại vì tính đến thời điểm này thì mới bán được có một quyển thôi. Cho nên là các em sẽ là người thứ hai sở hữu quyển sách này, đúng không ạ? Làm người thứ hai nó còn đỡ hơn là làm người thứ ba nhé các em. Chuẩn chưa? Nếu các em không nhanh tay đặt sách ấy thì các em sẽ trở thành người thứ ba nhá. Đấy, bây giờ các em nhanh tay em đặt thì em sẽ thành người thứ hai này, và người thứ hai thì luôn được xã hội người ta kính trọng và người ta yêu quý. Còn em đặt chậm là các em sẽ trở thành người thứ ba đấy. Ok, rất là giỏi, học nhé các em.
Rồi nào, buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ ôn cho em buổi đề 2. Thầy nhắc lại một lần nữa, đây là đề này. Chào Hồng Nhung nhá. Đề này ấy là đề của trường có điểm đầu vào cấp 3 ấy. Trường cấp 3 có điểm đầu vào đứng đầu của Hà Nội, top 1 của Hà Nội. Đấy, và điểm đầu ra top 2. Đấy. Thì đó là một trường rất đáng để các em làm ôn thi học kỳ nhá. Nhưng các em chú ý đây là đề để ôn thi học kỳ nhá. Đấy, ôn thi học kỳ chứ không hẳn là một đề để ôn thi trung học phổ thông quốc gia đâu. Ôn thi học kỳ thì tốt hơn, đúng không nhỉ? Ok. Rồi. Đó. Thế thôi nhá. Rồi vào việc nhá. Và các em phải thề giúp thầy là các em phải comment nhá. Nào thế các em, những bạn nào đã muốn bắt đầu rồi thì các em comment thầy chữ start đi các bạn ơi. Rồi chào Phạm Gia Tuệ nhá. Bạn nào mà chăm chỉ comment là thầy sẽ chăm chào các bạn nhá. Những bạn nào mà các em đã rất nóng lòng bắt đầu rồi, các em kiểu thèm học quá rồi, thèm khát học quá rồi, không học là người nó bị khó chịu, thì các em comment thầy chữ start nha các bạn nhá. Được chưa? Ok, rồi. Hứa với thầy nhá, thề với thầy là các em sẽ phải comment đấy ấy. Trước khi làm ấy thì xin phép các em là sao đấy nhỉ? Sao lại không hiện ra? Mình lại xóa mất cái phần ấy rồi à? Xóa mất cái phần comment rồi à? Từ từ nhá. Rồi, ok. Xóa mất phần comment. Đây. Thầy sẽ đọc hết tất cả các comment ở bên này nhá. Thầy đọc hết tất cả comment bên này. Bạn nào mà chăm comment là sau này khoảng mấy năm nữa thầy tổ chức đám cưới là thầy sẽ bóc tôm cho ăn các bạn nhá. Mà thực ra ấy, thầy bóc tôm cho ăn là còn may ấy. Chứ mà bạn nào mà các em không chịu khó comment là thầy không thể nhớ mặt được đâu. Mà thầy mà không nhớ mặt được ấy, sau này các em lên Hà Nội các em học làm sinh viên ấy, đi ngoài đường mà nhớ đâm phải thầy thì quay lại thầy đấm cho mấy cái đấy. Chứ còn nếu mà các em chịu khó comment là thầy nhớ mặt thì đâm vào thầy thì thầy chỉ bắt đền thôi, bắt đền tiền thôi, không bị ăn đấm nhá. Câu hỏi số 1 nào các bạn. Câu hỏi số 1 nào, trong không gian XYZ cho mặt cầu trên, tâm của mặt cầu có tọa độ là gì? Thì tâm của mặt cầu thì các em lấy hệ số của x, của y, của z chia cho bao nhiêu các em nhỉ? Chia cho âm 2 đúng không ạ? X, Y, Z chia âm 2. Âm 4 chia âm 2 ta được 2 này. Âm 6 chia âm 2 ta được 3 này. Âm 10 chia âm 2 ta được 5 này. Như vậy tâm của mặt cầu này là 2, 3, 5. Rồi, như vậy câu 1 đáp án đúng là A nhé. 1A đúng chưa các em? Ok Nguyễn Chi, ok Hoàng Minh Chiến, ok Nguyễn Đức Vinh, ok Hoàng Trung Tuân, ok Nguyễn Khánh Ly nhá. Ok Trọng Nhân, ok Thúy Kiều. Good, 2D. Trong không gian nối Y, Z, đường thẳng D có một vector chỉ phương. Muốn tìm vector chỉ phương, thông thường chúng tôi sẽ nhìn vào vector ở dưới mẫu, đúng không ạ? Vậy nó sẽ là 2, âm 1 và âm 2. Vậy thì đáp án đúng của câu 2 cũng là đáp án gì? Đáp án A, ok Trọng Phúc, ok Trương Phúc, ok Bảo Thái, ok Châu Hoàng, ok Thanh Thảo, ok Nguyễn Hòa nhá. Rồi, tiếp. Câu 3 nào các em? Cho em xin giá sách ạ. Ui gì? Giá thì không bằng một lần các em đi chơi với người yêu đâu các em. Các em đi chơi một lần các em đi chơi với người yêu các em phải mua được cả giá sách nhà thầy luôn đấy. Câu hỏi số 3 nào, phần ảo của số phức z ngang. Rồi, phần ảo số phức z ngang thì z ngang ở đây sẽ là 2 cộng 3y. Z ngang bằng 2 cộng 3y, như vậy phần ảo của nó là 3 các bạn nhé. Cho nên đáp án đúng là A đấy, 3a. Ok Châu Hoàng, ok Đàm Quỳnh Thư. Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta có 3 đáp án A rồi. Câu 4 nào? Câu 4 nào? Nếu tích phân từ trừ 2 đến 3 của fx bằng 5, tích phân từ trừ 2 đến 3 của gx bằng âm 4, hỏi tích phân từ trừ 2 đến 3 của fx cộng gx. Thì ở đây cộng vào thôi, một thằng là 5, một thằng là âm 4. Thì 5 cộng âm 4 là dương gì các em? Dương 1, 4 là A. Như vậy là chúng ta có 4 câu A liền, 4 câu A liền, đấy. Và nếu câu 5 này cũng là A nữa thì hỏng là làm một cái đề linh tinh này. Câu 5 nào, trong không gian xyz cho mặt phẳng P, vector pháp tuyến của P là... Vector pháp tuyến thì các em lấy hệ số của x, của y, của z này, 1, 2, 3, C đúng không ạ? 5C, rồi đấy. Cuối cùng thì cũng có 5C rồi. Rồi ok, rất nhiều bạn trả lời đúng, toàn 5C thôi, good đấy. Các bạn rất là good nha. Ok, tiếp câu 6 nào các em ơi, câu 6 nào. Module của z 5 trừ y. Module thì có thể bấm máy tính đi, hôm nay hơi buồn ngủ. Người ta sẽ chuyển sang hệ số phức này, xong bấm module là giá trị tuyệt đối này, của 5 trừ y này. Với kết quả bằng căn 20, căn 26. Như vậy đáp án là C nhá. 6C đúng không các em? Rồi, Vũ Thị Thanh Huyền tốt, Tiểu Phụng tốt, Thanh Thảo tốt, Bảo Thái tốt, 7 nào các em?
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức Z 8-9y có tọa độ là gì? Điểm biểu diễn là một điểm có hoành độ là phần thực và tung độ là phần ảo. Như vậy là 8 và âm 9. 8 và âm 9 thì đáp án đúng là A. 7A đúng không các em? Nguyễn Thành Phong tốt, Đức tốt, Hồng Hân tốt, Thúy Kiều tốt, Thanh Thảo tốt, Hồng Ngọc, Phương Anh good. Câu 8 nào các em? Cho vector A 1, 2, 3, vector B 3, 4, 5, 5. Hỏi A trừ B có tọa độ là bao nhiêu? Vector A trừ vector B các em sẽ lấy x trừ x, y trừ y này. X trừ x, 1 trừ 3 là âm 2. Y trừ y, 2 trừ 4 là âm 2. 3 trừ đi âm 5 là dương gì các em? Dương 8, đúng không ạ? 1 trừ 3 là âm 2 này. 2 trừ 4 âm 2 này. 3 trừ đi 5 là âm 8. Trừ 2, trừ 2, 8. B nhá, 8B đúng không các em? Rồi, rất tốt Lan Nhiên. Ok. Dưa hấu, gốt, Khánh Huyền, Mỹ Duyên, tốt. Phương Anh, gốt. Tiếp, 9-10 luôn một thể đi nào. 9-10 nào. Bạn Mai Phương, bạn cười gì đây? Tất cả những bạn nào hôm nay mà cười là đều sẽ bị ban nhé các bạn nhé. Câu 9 này, Z bình. Z bình này. Z là 2-5y đúng không? 2-5y bình phương ta nhập vào máy tính luôn. 2-5y tất cả bình. Thì kết quả của nó là -21, -20y. -21, -20y. Và người ta hỏi phần ảo thôi. Phần ảo thì em sẽ lấy số -2, -20. Các em nhớ phần ảo là phần hệ số của y nhé. Câu 9 là A chứ các em, đúng không? 9A chứ, Ngọc Thanh, Đặng Nhân, Ngọc Ánh, Gút, Tạ Hào, tốt rồi. 10 nào các em, 10 nào, 10 nào. Cho hàm số fx bằng sin x, khẳng định nào sẽ là đúng? Nguyên hàm của hàm fx, tức là nguyên hàm của sin x trừ x. Nguyên hàm của sin x trừ x, nào nguyên hàm của sin là gì các em? Sin nguyên hàm là gì còn nhớ không? Sin nguyên hàm là trừ, trừ cos. Còn x mũ 1 nguyên hàm là 1 phần 2 x mũ 2 cộng c. Trừ cos x trừ 1 phần 2 x mũ 2 cộng c. Cho nên câu 10 của thầy đáp án đúng là bởi gì các em? Bởi B. Tốt lắm, Phan Tấn Tài, Hào Quang tốt, Lương Trung Quốc tốt, Hoàng Le tốt, Yến Nhi Phi Hùng tốt. Tiếp tục câu 11 nào. Trần Anh à, bạn Trần Anh bạn ấy bảo phát lại này. Thế thì thầy xin ban bạn ý để cho bạn ấy biết là mình không phát lại nha. Ok, cảm ơn Trần Anh. Tiếp tục câu 11 nào. Phần thực của số phức, phần thực thì mình lấy phần này Z bằng 3 nhá. Ok, câu 11 là C các bạn nhá. Huỳnh Thanh Phương tốt, Nông Ngọc Mai tốt. Rồi, 12 nào. Trong không gian OXYZ mặt phẳng OZX có phương trình là gì? Các em nhớ cái quy tắc để tìm phương trình ấy. Tìm phương trình là gì? Quy tắc tìm phương trình đó là thiếu gì cái đấy bằng 0 đúng không? Thầy đã nói rồi. Thiếu gì cái đó bằng 0. Đó, cái đó bằng 0, chuẩn chưa? Ví dụ ở đây các em thiếu y đúng không? Thì phương trình của y là gì? À, phương trình của OZX là gì? Thiếu y là y bằng 0. Hết. Đó, thiếu gì cái đấy bằng 0. Được chưa? Ví dụ các em thiếu người yêu ấy thì tức là người yêu của các bạn bằng 0, chuẩn chưa? Đấy, còn thầy thì người yêu là 1000. Tiếp tục là câu 13. Tính diện tích hình phẳng 12A nhá. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường này, đường này, đường này và đường này. Thế như vậy đây là bài toán diện tích hình phẳng thì sẽ dùng tích phân. Tích phân thì các em chú ý là hai cái x chính là hai cái cận này, từ nhỏ đến lớn này, từ nhỏ là từ 0 đến 1 đúng không? Của giá trị tuyệt đối, hai hàm trừ cho nhau, hai hàm trừ cho nhau này. Hàm này là 3x mũ 3, hàm này là 3x mũ 3. Trừ đi hàm này, trừ đi hàm này là trừ đi âm 2, được chưa? D dx. Đó. 3x mũ 3 trừ. Rồi. Và sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của giá trị tuyệt đối của 3x mũ 3 cộng 2. Ok. Đó. Thế nhưng mà trong câu này nó lại không có dấu giá trị tuyệt đối. Thế thì nó đúng hay là nó sai? Thì ở đây ta thấy là hơi thiếu giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên là cái x này nó lại dương các bạn. X chạy từ 0 đến 1 thì x dương. Ok. X dương cho nên thôi không cần biểu thức bên trong này dương rồi. Như vậy là chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng không cần giá trị tuyệt đối lắm. Đúng không? Như vậy câu 13 của thầy đáp án đúng, nó phải là A nhá. Đúng không ạ? F này trừ F kia. Rồi 13 đáp án là A. Ok chưa? Ok Trương Phúc nhá. Ok Hoàng Minh Chiến, ok Thúy Bảnh nhá. 14 nào các em? 14 người ta hỏi cái gì đây? Cho tích phân từ 0 đến 2 của FX DX thì bằng âm 6. Rồi. Tích phân từ 0 từ 2 đến 6 của FT DT. Tuy nhiên trong tích phân ấy thì tích phân của FT DT thì cũng bằng tích phân của FX DX thôi thì cũng bằng 9. Tích phân từ 2 đến 6 FX DX bằng 9. Tính tích phân từ 0 đến 6 của FZ DZ. FZ thì vẫn là FX DX thôi. Tích phân nó là thế mà. Được chưa? Mà các em thấy nối cận này từ 0 đến 2 đúng không ạ? Từ 0 đến 2 nối với cả từ 2 đến 6. Từ 0 đến 2 nối từ 2 đến 6 là thành
thành từ 0 đến 6 luôn thì cộng lại, như vậy nó là trừ 6 cộng 9, trừ 6 cộng 9 là dương, dương 3, B, 14B nhá các em. Vân Anh, thầy có clip của group kín không anh? Vừa tuần trước clip 2 buổi liên tiếp xong rồi, vẫn còn hỏi được. Trả lời lại 30 giờ, 14 đáp án là B nhá các em. Cộng mà thôi, 0 đến 2, cộng 2 đến 6, chính là từ 0 đến 6, nối tiếp cận. Tiếp tục 15 nào, câu này khó này. Bạn nào làm đúng câu 15, thầy tặng các bạn 150.000 nha. Banh luôn vào tài khoản, ok chưa? Câu 15 nào, khẳng định nào sai là đúng là nguyên hàm của pi mũ x. Nguyên hàm của pi mũ x. Thì bây giờ muốn biết nguyên hàm của pi mũ x là gì thì các em, thầy hỏi các em là nguyên hàm của 2 mũ x thì các em còn nhớ không? 2 mũ x nguyên hàm là gì? 2 mũ x nguyên hàm bằng chính nó là 2 mũ x chia cho len 2. Thì pi mũ x cũng tương tự, pi mũ x nguyên hàm ra chính nó, hàm mũ nguyên hàm ra chính nó, x ở trên mũ thì ta gọi là hàm mũ, chính nó chia cho len pi. Cho nên câu 15 của thầy đáp án đúng là B. Đấy, Nguyễn Xuân An lại chọn D rồi. Thùy Dương, Tú Châu, Mỹ Duyên, tốt. Ok nhá, như vậy là tất cả những bạn trả lời đúng thì đều được 150.000 nhá. Tuy nhiên là hôm nay thì thầy chưa có tiền. Khi nào có tiền thì thầy sẽ đến tận nhà các em thầy trả nhá. Ok, đây là câu hỏi số 15. Rồi, câu 15. À, lớp 11 thì thầy không clip đâu em ơi. Thầy chỉ tập trung lớp 12 để cho các anh chị thi đại học tốt thôi em ơi. Câu 16 nào. Nếu tích phân từ 0 đến 3 của fx bằng âm 6, hỏi tích phân từ 0 đến 3 của fx trên 3 cộng 3. À, không, thầy trừ vào đám cưới thầy làm gì? Câu nào khó thì mình xứng đáng vào đám cưới thầy chứ. Chứ các bạn tưởng thầy lại... Các em tưởng thầy lại mời các em đi đám cưới á? Không, các bạn lại hơi đề cao bản thân rồi đấy. Sao lại trừ vào đám cưới? Thầy có mời các em đi đám cưới đâu mà thầy trừ vào đám cưới. Các em nghĩ thầy sẽ mời các em đi đám cưới ư? Không đâu. Nào các em tách thành tổng này. Tích phân từ 0 đến 3 của đây cộng đây thì bằng tích phân từ 0 đến 3 của fx trên 3 cộng tích phân từ 0 đến 3 của 3. Tách thành tích phân của một tổng đúng không? Sau đó này, tích phân từ 0 đến 3 của fx, các bạn thấy không ạ? Tích phân từ 0 đến 3 của fx thì bằng âm 6 không? Thì mình thay tích phân từ 0 đến 3 bằng âm 6 chia 3 nhé. Chia 3 giữ nguyên này. Còn tích phân này bấm máy tính này. Tích phân này bấm máy tính này. Tích phân từ 0 đến 3. Tích phân từ 0 đến 3 của 3. Ta bấm máy tính đi. Tích phân từ 0 đến 3 của 3 thì bằng 9 nhé các em. Bằng 9 này. Rồi. Như vậy trừ 6 phần 3 cộng 9. Trừ 6 phần 3 cộng 9 bằng 7. D nhé các em. 16D. Mình cứ tách đôi ra thôi các em. Mình cứ tách đôi thành hai tích phân và mình tính từng tích phân một đúng không? Tính tích phân này cộng với tích phân này. Tách đôi ra rồi tính từng tích phân một thôi là được. Ok. D nhá. Ok. Ngân nhá. Cảm ơn em nhá. Rồi. Nhưng mà thầy để ý mấy bạn gái mà tên Ngân là toàn mấy bạn sinh thôi các em. Mấy bạn gái tên Ngân. Chung là thầy sống trên đời khoảng hơn 50 năm rồi thì thầy để ý là mấy bạn gái tên, mấy bạn nữ tên Ngân là toàn những bạn sinh. Giống như bà chị thầy, bà chị thầy tên Ngân. 35 tuổi mới lấy chồng các em, sinh quá mà, sinh quá cho nên là không ai người ta dám yêu. Thế là 35 tuổi mới lấy được chồng. Bà chị họ thầy. Nên là con gái tên Ngân là phải nói là toàn mỹ nhân mà các bạn. Câu hỏi số 17 nào. Phần thực của số phức Z 3 trừ 2y nhân với 3 cộng y. Rút gọn thôi các em. 3 trừ 2y nhân với cả 3 cộng y. 11 trừ 3y đúng không? Ta rút gọn đi đã. 11 trừ 3y. 11 trừ 3y thì cái phần thực của nó phải là số 10. 11 phần thực là số không có y này đúng không ạ? Đây. 17D nhé các em. Các bạn không tin à? Không tin. Câu 18. Nào, đố bạn nào là câu 18. 200.000 cho bạn nào làm đúng câu 18. Đấy. Con trai tên Nam thì sao ạ? Con trai tên Nam thì thường là cũng không được nam tính lắm. Đấy là kinh nghiệm sống của thầy thì cho biết như thế. Chung là đi chơi với cả bạn nào tên Nam là thầy cũng yêu cầu bạn ý phải cách xa thầy khoảng 10 mét. Câu hỏi số 18 này. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng D? Làm sao để biết điểm thuộc đường thẳng D? Thì các em sẽ lấy x, y, z nhé. Các em lấy x, y, z, các em thay vào đây này. Thì nếu mà tính ra cùng một t ấy, nếu tính ra là cùng một giá trị t, cùng một giá trị t, thì đấy là điểm thuộc. Thế lấy ví dụ, âm 1 thì thay vào x này. Đáp án A nhé, âm 1 thay vào x này, 1 thay vào y này, 3 thay vào z này. Thì t sẽ bằng mấy các em? Thì lúc này thì sẽ thấy t ở đây sẽ bằng âm 1 trừ 1 là t bằng 2 này đúng không ạ?
Đây t sẽ bằng 1 trừ đi 5 là âm 4 này. Như vậy sai rồi. Ba cái t này phải bằng nhau cơ. Ba cái t này bằng nhau thì mới đúng. Thế như vậy đáp án A là sai rồi đúng không? Thay t không đúng. Đấy thì cái đáp án duy nhất mà thay vào bằng nhau ấy nó phải là đáp án D các em. Đáp án D này thầy thấy x bằng 0 này, thầy thay y bằng 6 này, thầy thay z bằng 5 này, thầy nhìn đáp án D này. X bằng 0 thì như vậy t ở đây bằng 1 này đúng không? Ở dưới này t bằng 6 trừ 5, 6 trừ 5 cũng bằng 1 này. Ở dưới này t cũng bằng 1 này. Đấy. Thì khi mà thầy thay điểm m 0 6 5 vào thì thấy là cả ba cái t cùng bằng 1. Cả ba cái t cùng bằng 1 cho nên đáp án đúng phải là D nhá các em. 18D. Thay vào cả ba cái t cùng bằng 1 thì đấy là đáp án đúng. Các đáp án này thay vào t không giống nhau đâu các em. Các đáp án này thay vào t toàn linh ta linh tinh thôi các em nhá. Như vậy câu 14 đáp án đúng là 18 đáp án là D các bạn nhá. Rồi. Ok, sao nhiều bạn C đấy nhỉ? Các bạn học kiểu gì ấy? Một số bạn comment C các em có thấy xấu hổ không? Sao C cũng đúng à? C cũng đúng à? Thay C vào xem nào. C ở đây là 2 này, 6 5. Thế làm sao mà đúng được? Thì T bằng âm 1 mà, đúng không? D thôi, D mới đúng nha các bạn nha. Được chưa? Tiếp. Rồi ok, những bạn nào mà được 200k thì các em chụp màn hình lại nhá. Khi nào có tiền thì thầy trả. Ui thì bây giờ ấy, thầy khuyên các bạn này, các em có muốn 200k không? À, xin lỗi các bạn, hóa ra các bạn đi comment là C là đáp án sai, ok thầy hiểu nhầm. Các em muốn có 200k ngay lập tức ấy thì các em làm thế nào bảo các bạn mua sách của thầy đi, được chưa? Thì sau đó thầy sẽ chuyển toàn bộ tiền sách đấy vào tài khoản các em, ok không? Chuẩn luôn. Đấy thì nào, số phức z cộng v kép, câu này thì thôi nhá. 3 cộng 4 là 7. Trừ 2y cộng 3y là cộng 1y, 7 cộng 1y d nhá, 19d. Rồi, nhân vẫn a được mấy thằng này. Không hiểu cái kiểu gì. 20 nào các em, 20 nào. Rồi. Cho hai điểm A và B, mặt cầu đường kính AB. Nào, mặt cầu đường kính AB có nghĩa là gì? Nếu mặt cầu có đường kính AB thì tâm của mặt cầu chính là trung điểm của AB, đúng không ạ? Tâm của mặt cầu chính là trung điểm của AB. Đấy. Thế là mình lấy A cộng B chia đôi đi, đúng không? Tọa độ A cộng tọa độ B chia đôi này. X cộng X trừ 2 cộng 4 là 2. Trừ 2 cộng 4 là 2, 2 chia đôi được 1. Trừ 4 cộng 2 là âm 2, âm 2 chia đôi là âm 1. 3 cộng 0 là 3, 3 chia đôi là 3 phần 2. Như vậy tâm của mình nó là 1 trừ 1 và 3 phần 2. Đúng không ạ? 1 trừ 1 3 phần 2. Ngoài ra thì bán kính R này sẽ bằng R chính là độ dài IA các bạn nhé. Bán kính độ dài IA này. Thế đầu tiên thầy sẽ viết ra vector IA đã. Lấy A trừ Y cho thầy. A trừ Y này. Trừ 2 trừ 1 là trừ 3 này. Trừ 4 trừ đi trừ 1 là trừ 3 này. 3 trừ đi 3 phần 2. 3 trừ 3 phần 2 là bao nhiêu nhỉ? Là 3 phần 2. Ok. Khi đó thì độ dài của IA. Độ dài IA là căn của trừ 3 bình cộng trừ 3 bình cộng 3 phần 2 tất cả bình. Đấy. Như vậy đó là căn của 9 cộng 9 cộng 9 phần 4. Như vậy nó bằng 9 phần 2. Ok. Như vậy bán kính bằng 9 phần 2 các bạn nhé. Sao lại C? Các bạn này buồn cười nhỉ. 20 mà lại C à? Các bạn đi học cái kiểu gì ấy? Các em học cái này là không xứng đáng được ăn sáng đâu các bạn nhé. Như vậy tâm đây này, tâm đây này, còn bán kính đây này. Bán kính là độ dài IA đây này. 9 phần 2 bình phương nó phải là 81 phần 4 chứ. Đáp án là B. Sao không hiểu sau câu 20 rất nhiều bạn comment đáp án C thì thầy nghĩ là các em lần sau đừng đi ăn sáng nhá, không đi ăn sáng các bác bán đồ ăn sáng các bạn lại bác ấy hỏi là học sinh ai. Mấy bạn mà comment đáp án C thì thầy bảo này, hôm nào đi ăn sáng mà các bác hỏi là học sinh ai nhớ bảo học sinh của thầy khác nhá. Các em có cần thầy cho một vài cái tên để các em nhận làm học sinh không? Còn những bạn nào mà chọn đáp án B thì mới là học sinh thể trí nha. Còn trong trường hợp mà comment đáp án C lúc nãy thì nếu mà chưa biết tên các thầy thì nhắn tin inbox thầy nhá. Thầy cho một vài cái tên mà nhận. Câu 21 nào. Cho 3 điểm ABC. ABC lập phương trình mặt phẳng ABC. Ba cái điểm này là ba cái điểm mà cũng không được bình thường lắm. Đây là điểm thuộc OZ này. Đấy. 21 lại một đống nữa sai nhưng mà xem. Một đống nữa sai mà xem. OZ nhá, OI, OX. OX nó là có x bằng 4 thế này thì nó phải là x chia 4 này anh em. X bằng 4 là x chia 4 này, mặt chắn đấy đúng không? Mặt chắn. Đấy. Y là -2, y trên -2.
Và Z chia 3 nhá. 3 này đang ở phần Z mà thì bằng 1. Nên câu 21 đáp án đúng nó phải là B nhá. Câu nào lại đáp án C rồi. Rất nhiều ông C không hiểu cái gì các bạn. Không hiểu gì. Lại còn có cả ông A nữa chứ. Mặt chắn thì bên này phải là 1 các bạn nhá. Mặt chắn bên này phải là 1 cho nên câu 21 là B nhá. Rồi, Lan Nhiên tốt, Tuyết Như tốt. Bạn nào mà chọn C thì đấy, chưa biết tên các thầy thì nhắn tin cho thầy, thầy nhắn cho nhá. Ok, 21B, được chưa? Nào 22 nào. Úi giời. Câu 22 này thì cá là nhiều bạn không biết cái gì luôn. Cá luôn. Tôi đố các bạn làm được câu 22, một số bạn một câu rất là dễ luôn các bạn nhá. 22 đáp án gì đây? Nào, khoảng cách từ điểm tới đường nào? Khoảng cách từ một điểm tới trục nào? Tôi hỏi các cậu, khoảng cách từ một điểm cho tới một trục thì các em tính như thế nào? Có nhớ công thức không? Khoảng cách từ M đến trục OI nào? Có nhớ không? Nhớ làm sao được các bạn? Đào Văn Hạ thế là vứt rồi. Đấy, hết chưa đến mùa xuân mà mùa hạ đã nhầm rồi. Xuân hạ này là hỏng rồi. Đấy rồi, trục thì các em nhớ là trục OI đúng không? Thì nó không phải là Y đâu nha. Nó phải là căn của X bình cộng Z bình các bạn nha. Trục OI thì lại không có Y ở trong công thức khoảng cách đâu. Nó là căn bậc 2 của X không bình cộng với cả Z không bình các bạn nha. X bình cộng Z bình, 2 bình cộng âm 5 bình. Các em coi như mù đi, anh em. Các em coi như không nhìn thấy số 3 đi. Được chưa? Vậy nó là căn 29 nha. Đấy, đáp án là A nhá. Cứ C thôi các bạn. Không thể hiểu cái kiểu gì cho các em. 4 cộng 25 là bằng 29 mà. Câu đáp án câu 22 là A nhá. Đến trục OI là căn bậc 2 của X bình cộng Z bình. Được chưa? Đến trục OX, đến trục OX thì là căn bậc 2 của Y bình cộng Z bình. Đấy, và tự suy luận. Đấy là khoảng cách đến một trục đấy. Nó khác với khoảng cách đến một mặt phẳng nhá. Nó khác với khoảng cách mặt phẳng. Khoảng cách đến mặt phẳng ấy thì lấy luôn tọa độ đấy. Nhưng mà khoảng cách đến trục ấy thì lại là căn của tổng bình phương hai thằng còn lại. Thế các bạn. Cứ C cho lắm vào nhá. C thì quên tên trí đi nhá. Ok em. Xong rồi kem lớp 11 hỏi. Lớp 12 anh học thầy nào thì đừng có mà lòi tên thầy trí ra nhá. Nó cười thối mũi ấy các bạn. 23 nào. Fx là tan x là nguyên hàm của hàm nào sau đây? Nào. Tan x là nguyên hàm thằng nào? Thằng nào nguyên hàm gia tăng? Thằng nào nguyên hàm gia tăng? Đấy, thằng nào nguyên hàm gia tăng? 23 nào. Thôi tôi phải, lần này phải giấy trắng mực đen thôi. Thằng Tạ Hào B, thằng Hoàng Minh Chiến B. Rồi, 23 đây. Chúng mày comment, à nhầm, xin lỗi. Vô duyên quá, các em comment đi. Ủa thầy dị ứng với kiểu cứ gọi mày tao cực. Các em comment giúp thầy nào. Rồi, toàn B với C. Ok các bạn nhé. Hầu hết các bạn đều chọn B với C. Thì xin thưa các em rằng là hôm nay chúng ta không quen nhau nhé. Câu 23 đáp án đúng nó phải là A chứ các em. Câu 23 đáp án đúng nó phải là A chứ. Đúng không? Sao lại nguyên hàm của 1 trên sin bình, nguyên hàm của 1 trên cos bình là tang, thì nguyên hàm của trừ 1 trên sin bình nó phải là trừ tang chứ. Cái này phải là trừ cotang chứ. Rồi, đáp án đúng là A. Các bạn học hành như thế thì vứt rồi các bạn. Không thể hiểu cái kiểu gì. 1 cộng tang bình nó chính là 1 trên cos bình đấy nhá. Nó chính bằng 1 trên cos bình, được chưa? Thì nguyên hàm của 1 trên cos bình mới là tang. Ok chưa? Đáp án đúng phải là A. Các em học cái kiểu gì nhỉ? Các em có thấy xấu hổ với cả bạn bè không? Các em có thấy có lỗi với bố mẹ không? Bố mẹ nuôi các bạn từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12 đi học, không làm được công nguyên hàm 23. Vứt. Chỉ giỏi yêu với đường thôi. À nha các bạn nha, 1 cộng tang bình là 1 trên cốt bình đấy các em. Không hiểu kiểu gì các bạn. Câu 24 nào các em. Thầy cũng rất xấu hổ nhá. Thầy rất xấu hổ vì là lại có những lứa học sinh như các em sai từ câu 21 đến câu 23. Người ta ấy, nếu mà có liêm sỉ người ta sai một câu thôi. Còn các em bây giờ sai 3 câu liên tiếp thì thầy cũng chưa hiểu các em là cái kiểu gì nữa các bạn. Câu 24 nào, bắt đầu sai nốt câu 24 này. Đường thẳng D đi qua điểm M và có chỉ phương. Chỉ phương là hệ số của T các bạn nhé. Chỉ phương hệ số của T tức là 3-22 là hệ số của T này. 3-22 hệ số T, A sai này. Thằng này thiếu dấu trừ đúng không? B sai này. Rồi. Thì như vậy có thể là C, cũng có thể là D. Đi qua điểm M trừ 2-1-1, trừ 2-1 thì phải là D đúng không?
Rồi, câu 24 đáp án là D. Rồi, may nhá. May các em, cuộc đời các em là câu này không sai đấy. Ok, Lan Nhiên. Ok, Ngọc Trang nhá. Rồi. Tiếp, câu hỏi số 25 nào, mức độ 5 điểm nào, mức độ 5 điểm nào. Câu này, à nhưng mà các bạn sai mấy câu trên thì làm sao đã được 5 điểm? Câu 25. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm f(x) bằng như trên. Bài này người ta yêu cầu người ta cho f và tính fx đúng không? Cho f và tính fx tức là bài toán nguyên hàm đấy, đúng không? Cho f và tính fx là bài toán nguyên hàm. Như vậy đầu tiên thì có fx chính là nguyên hàm của f. Fx là nguyên hàm của f. Nó là nguyên hàm của 16x mũ 3 cộng 5 dx. Như vậy tới dẫn tới fx sẽ bằng x mũ 3 nguyên hàm sẽ x mũ 4 trên 4. X mũ 3 là x mũ 4 trên 4 thì 16 chia 4 là 4 nhé. 4x mũ 4 này. Nguyên hàm của 5 là 5x. Nguyên hàm của 5 là 5x. Và nhớ nguyên hàm của cộng C đấy nhá. Đó. Như vậy fx là 4x mũ 4 cộng 5x cộng C. Tiếp tục lấy f0 bằng âm 3. F tại 0. F tại 0 thay vào đây. 4 x 0 là 0 này. Cộng 0 này. Cộng C thì bằng âm 3. Như vậy ta ra được C bằng âm 3. Rồi. Và khi C bằng âm 3 thì có nghĩa là thầy có được cái fx chuẩn là 4x mũ 4 cộng 5x trừ 3. Thế. Và từ đấy thì thầy tính được f gì các em? F1. F1 này, 4 cộng 5 trừ 3, thế x bằng 1 vào nhá. Thế x bằng 1 và 4 cộng 5 trừ 3 là bằng 6. D nhá. Rồi đấy. Ok Nguyễn Hòa, ok Đào Anh Thư. Rồi, ok Thùy Dương, ok Phương Linh, ok Hoàng Minh Chiến. Như vậy là chúng ta đã xong 25 câu đầu tiên. Tức là qua mức điểm trung bình, những bạn nào được full 5 điểm, những bạn nào được full 5 điểm thì các em comment thầy chữ F5 nhá. Tức là gì nhỉ? Là viết tắt của full 5 điểm. Còn những ai mà sai nhiều quá thì các em phải comment thầy chữ quyết tâm 5 cộng thôi. Quyết tâm 5 cộng. Vì các bạn chưa được 5 điểm đâu. Nhiều bạn đấy, thầy đọc comment nhiều bạn chưa được 5 điểm đâu nhá. Đấy. Thì những bạn nào chưa được 5 điểm thì các em comment thầy chữ quyết tâm 5 cộng các bạn nhá. Chào Nguyễn Hà Anh nhá. Rồi, câu 26 đi các em. Nào, câu 26. Gọi Z1, Z2 là hai nghiệm phức của phương trình. Tính Z1 bình cộng Z2 bình. Ok, cái phương trình bậc 2 thì các em bấm máy tính thôi đúng không? Phương trình bậc 2 thì các em bấm máy tính thôi. Tính delta làm cái gì mà mỏi tay ra. Phương trình này, rồi bậc 2 đúng không ạ? Hệ số này, 1-49, 1-49. Đó. Lẻ thế nhỉ. Như vậy là ta có Z bằng 2 cộng căn 5Y. Rồi và Z2 bằng 2 trừ căn 5Y. Đấy. Và sau đó mình lấy Z bình cộng Z bình 2 cộng với cả căn 5Y tất cả bình cộng với cả 2 trừ căn 5Y tất cả bình. Đây. Thế thôi, Z1 bình cộng Z2 bình nhá. Thì cuối cùng bằng âm 2. Thế nhá. Thực ra thì ở đây ý, cái đầu bài này ý, là người ta không chủ đích cho việc mình bấm máy tính đâu. Mà người ta muốn các em sử dụng định lý gì các bạn? VS cho nó nhanh, đúng không? Bạn nào sử dụng định lý VS, tách ra thành hàng đẳng thức Z1 cộng Z2 tất cả bình trừ Z1, Z2 thì các em sẽ thay định lý VS vào đây là các em ra kết quả. Ý là người ta muốn như vậy, đúng không? Đình Thu, thầy có bán sách không học cũng được 10 không ạ? Có em. Thầy bán quyển sách không học được 10 điểm 3 môn. Câu 27 nào các em? Thể tích của khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi hai đường. Rồi. Như vậy là với những câu hỏi về thể tích của khối tròn xoay ấy thì các em chú ý cho thầy là công thức đã đúng không? Đầu tiên công thức này. Tròn các bạn thấy tất cả những cái gì mà các em nhìn thấy hay nhìn thấy hình tròn ấy thì nó đều có pi. Pi nhân tích phân từ A đến B của giá trị tuyệt đối f bình x trừ đi g bình x, đúng chưa? Cũng có nghĩa là bây giờ mà các em muốn có được tích phân thì em phải có cận đã. Bài này là chưa có cận đâu. Thì bây giờ các bạn đi tìm cận này. Đấy. Tìm cận thì các em cho hai cái này đúng không ạ? Bằng nhau. X mũ 3 cho hai cái y bằng nhau để tìm cận nhé. Cho hai cái y bằng nhau tìm cận. X bình trừ 3x bằng 0, cho cái này bằng 0 này. Như vậy ra x bằng 0 và x bằng 3. Từ đó dẫn tới là tích phân cần tính là pi nhân tích phân từ 0 đến 3 nhá, cận nhỏ đến cận to này, giá trị tuyệt đối của thằng này bình, x bình trừ 3x tất cả bình. Có cái thằng không bình, không bình thì coi như không có đúng không? Đã là không thì coi như không có. Rồi. Và bấm máy tính thôi.
Nhớ là máy tính phải chuyển về chế độ số thực thì mới bấm được tích phân đấy nhá. Và cũng chả cần chỉ tuyệt đối đâu, tại vì bình phương là trả dương. X bình trừ 3x tất cả bình. Đấy, các bạn nhìn. Đấy dạ. Tích phân từ 0 đến 3 của bình phương. Như vậy kết quả bằng 81 phần 10. 81 phần 10. Và nhớ thêm chữ pi vào. 81 phần 10 pi. Đây đáp án đúng là gì các em? B nhá, 27B. Ok Hồ Thị Lương nhá, ok Phạm Gia Lương. Ok Nguyễn Hoàng Nam, ok Minh Khang sai rồi em ơi. Rồi, quên Bình Phương à? Ok nhá, các em nhớ đấy. Tiếp nào. Câu hỏi số 28. Rồi, 28 nào. Tìm trên mặt phẳng tọa độ, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức Z là một đường tròn, tìm tâm của đường tròn đó, tìm tâm của đường tròn đó. Nào bắt đầu làm. Bài này là quy tích số phức đây, quy tích số phức đây. Muốn tìm quy tích số phức đầu tiên tức là tập hợp điểm biểu diễn đấy. Đầu tiên chúng ta gọi z bằng x cộng y cho thầy nhá. Hôm nay mấy câu vận dụng cao là sẽ dùng quy tích số phức rất là nhiều luôn. Nhưng thầy nghĩ là nhiều bạn không trụ đến mức đấy đâu. Z là x cộng y này, đấy cộng 1 trừ 3 y thì bằng 4. Tiếp theo modulus là gì? Modulus là căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần ảo bình. Phần thực ở đây là x cộng 1. Phần thực ở đây là x cộng 1, x cộng 1 tất cả bình. Cộng với phần ảo ở đây kéo y ngắn ra ngoài thì bên trong còn y dài trừ 3. Đấy, thì bằng 4. Yeah. Kéo y phần ảo đấy là y trừ 3 đúng không? Rồi. Bình phương hai vế lên thì thầy được x cộng 1 tất cả bình cộng với y trừ 3 tất cả bình. 4 bình thì là 10, 16. Và các em thấy đấy, nếu đã từng học lớp 10 thì các em sẽ nhớ rằng là đây chính là cái phương trình đường tròn. Và muốn tìm tâm của phương trình đường tròn, ta cho các cái ngoặc này bằng 0, đúng không ạ? Ta cho các ngoặc này bằng 0. X cộng 1 bằng 0, x bằng âm 1 này, y trừ 3 bằng 0, y bằng 3. Đúng không ạ? Cho các ngoặc bằng 0 thôi. Như vậy là âm 1, 3 nhé. Đáp án là A đây các em, 28A nhá. Rồi, 28A. Được chưa? Thế, ok Hồ Thị Lương. Ngân Ngân này lại comment sai rồi. Đã sinh lại còn được cái hay làm sai nữa thì làm gì ai bằng. Nào tiếp tục câu 29 nào. Có bạn nào xinh xinh các bạn comment lên đây để cho tất cả cả nước cùng biết nhỉ. Thế đây, thấy bạn Khánh Ly hay comment này. Để xem mặt Khánh Ly cho cả nước biết nào. Nhìn nửa mặt thôi cũng thấy. Thấy đâu, thôi. Tập trung vào mấy bạn nam đi. Việt Hoàng. Wow, Việt Hoàng này có 1.500 em theo dõi cả. Đấy thì yêu hết làm sao được. Câu hỏi số 29 nào. Tính nguyên hàm của một trên căn x. Không phải tính nguyên hàm của một trên căn x mà người ta bảo là nguyên hàm của một trên căn x dx thì bằng fx. Thì hỏi là f(x) thì bằng bao nhiêu? f(x) là bằng bao nhiêu? Thì thực ra là đảo ngược thôi, đảo ngược thôi thì quay theo chiều ngược lại f(x) lại chính ra một trên gì? Một trên căn x. Thằng này nguyên hàm ở thằng này thì thằng này đạo hàm lại ra thằng này. Đấy. Như vậy đáp án đúng là A luôn, mà câu 29 này cần gì phải làm các bạn nhỉ? 29A thôi, được chưa? Ok 29A nhá. Rồi rồi rồi. Tí thầy tìm cho các em mấy bạn nữ, ở đây chắc có nhiều bạn nữ đúng không? Tí thầy tìm cho mấy bạn nam đẹp trai. Nhá, tí thầy tìm cho. Thầy thấy nhiều bạn nam đẹp trai vết comment đây. Phải tìm cho các bạn bạn nữ thôi, tìm để các em block đi thôi. Mấy thằng con trai đẹp trai mà còn lại còn hay comment là chỉ là mấy thằng bad boy thôi. Nào câu 30 này. Đường thẳng đi qua hai điểm M, N có phương trình là gì? Nào lập phương trình đường thẳng MN. Bây giờ để lập được phương trình đường thẳng ấy thì các em phải tìm được vector chỉ phương của đường thẳng và tìm được một điểm mà đường thẳng đi qua các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ các em thấy là đường thẳng MN ấy thì vector chỉ phương chính là vector trùng với nó luôn. Vì vector chỉ phương có thể là vector song song hoặc trùng mà. Trùng với nó là vector MN luôn này. Lấy N trừ M đi. 3 trừ đi 1 là 2 này các em. 3 trừ 1 là 2 này. Trừ 5 mà trừ đi 2 thì là thành âm 3. Ok. 2 trừ đi 0 là 2. Rồi như vậy là vector chỉ phương 2 âm 3 2. Tức là nó ở mẫu đấy nhá. Nhớ là vector chỉ phương là ở mẫu ấy. Ok. Thế thì 2 âm 32 ở mẫu thì C sai này. 2 âm 32 D sai này. Thế thì A sai luôn rồi. Ok, như vậy đề trường này đã cho luôn đáp án đúng là đáp án B rồi các em. 30B nhá. Rồi.
Ui, đề này là đề thầy bảo rồi mà. Đề này là đề của trường top 1 điểm đầu vào cấp 3 và top 2 điểm đầu ra thi đại học của Hà Nội đấy các em. Cái trường này thầy còn nhớ là cái hồi thầy còn đi học thì thầy có đi thi thử ở trường này. Đi thi thử ở trường này. Mà mình rõ ràng mình đã đóng tiền thi thử rồi, các bạn biết hồi đấy đóng tiền 50.000 một môn đấy. Mà 50.000 các em có biết là cái thời đấy 50.000 là mua được cái gì không em? 50.000 thời đấy ý, là mua được hai cái vé xem phim. Đấy, hai cái vé xem phim mà mình bỏ 50.000 ra mình thi thử một môn. Thế mà đến muộn 5 phút mà cuối cùng bảo vệ không 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 cho vào. Các bạn thấy ác như thú vậy. Đến muộn có 5 phút thôi mà bỏ 50.000 thi thử, bảo vệ không cho vào. Bảo vệ bảo là lấy cái đấy làm bài học để về sau nhớ mà đi thi đại học, không ngủ quên. Thế bạn. Quả đấy mà cầm 50k, 50k một môn thi 3 môn là 150, 150 là mua được 6 vé là đi một mình với cả năm bạn nữ khác rồi. Các bạn tưởng tượng cuộc đời nó quá nhẫn tâm. Nào, tính nguyên hàm của x nhân với cả 2 cộng len x. Rồi, tính nguyên hàm của x nhân với cả 2 cộng len x. Nguyên hàm cái này bấm máy hay là làm tự luận nhỉ? Câu này các bạn bấm máy hay làm tự luận? Thôi nhưng mà bấm máy nhiều rồi làm tự luận một hôm cho nó nhớ nhớ lại nhá. Cái này thầy nhắc lại là do mình bấm máy nguyên hàm nó cũng nhiều rồi ấy, cho nên là hôm nay mình đổi gió mình làm tự luận đi các bạn nhé, làm tự luận đi các bạn. Thì đây là nguyên hàm UV thôi, cứ có len đúng không ạ? Cứ có len là U, UV. Đấy, bước 1 đặt UV này, nhất log nhì đa tam lượng tứ mũ. Nhất log tức là hàm log đặt bằng U này, hàm log đặt bằng U. Rồi, hàm đa này là x dx này, x dx đặt bằng dv, đúng chưa? Trên thì vi phân, đúng không ạ? Trên thì vi phân. Hai đạo hàm ra không, len x đạo hàm ra 1 trên x, trên thì vi phân. Dưới thì nguyên hàm, dưới thì nguyên hàm. Nguyên hàm của x mũ 1, nguyên hàm của x mũ 1 là 1 phần 2 x mũ 2. À, nguyên hàm x mũ 1 là 1 phần 2 x mũ 2. Thôi thì bấm máy, ok, làm xong tự luận nhá. Thế sau đó thì mình nhân chéo, như vậy nguyên hàm sẽ bằng đây nhân đây, đúng không ạ? Đây nhân đây. 2 cộng len x nhân với cả 1 phần 2x bình trừ đi. Ui biết thầy bấm máy nhỉ? Tự nhiên giải thế. 1 phần 2 nhân x bình nhân 1 trên x nhá. X bình nhân 1 trên x là thành x nhá. Các em nhớ là x bình nhân 1 trên x thì x chỉ tiêu x rồi đúng không? Đấy. Và sau đó thì các em sẽ gì nhỉ? Làm nốt cái nguyên hàm đằng sau thôi. Sau khi nhân chéo này, mình làm nốt nguyên hàm đằng sau. Ở đây 1 phần 2 giữ nguyên này. Nguyên hàm của x mũ 1 thì lại là 1 phần 2 x mũ 2 cộng C. Đấy, sau đó nhân tung ra nhá. Các em còn phải nhân tung ra rút gọn nữa. Thì em nhìn đây này. 2 nhân 1 phần 2 là 1 này. X bình trừ đi 1 phần 4 là 3 phần 4 x bình này. Đây này, đây là 1x bình không? Nhân ra là 1x bình trừ đi 1 phần 4 x bình 3 phần 4 cộng với cả 1 phần 2 len x nhân x bình. Như vậy đáp án đúng là đáp án D các em nhé, 31D. Đó. Thì nếu có 31 này thì mình làm tự luận thì là làm như vậy, dành cho những ai đặt UV đúng không? Thế còn thực ra thì làm tự luận như vậy là hơi sai lầm đấy. Tốt hết là mình làm bấm máy thôi đúng không? Bấm máy thì phải nhanh không? Đấy. Bấm máy thì các em chú ý này. Bước 1 là chọn một giá trị x mình thích, đúng không? Bước 1 bấm máy nhá. Chọn x mình thích. Bước 1 nếu các em không thích cái gì thì thầy chọn cho. Chọn thầy chọn x bằng 2 nhá. Rồi. Thế như vậy là thầy thay vào đây. Vậy thầy thay vào fx này, thay vào fx như vậy thầy được này. 2 nhân 2 cộng len 2 được không? Thay vào đây 2 nhân 2 cộng len 2 bấm máy tính này. 2 nhân 2 cộng len 2 thì nó bằng là 5,38, 5,38 nhá. Ok. Thế sau đó bước 2 là dùng chức năng gì các em? Bước 2 là dùng chức năng d trên dx. D trên dx và các em nhớ chọn x bằng 2 ở đằng sau. Rồi em thay bốn đáp án vào, thay bốn đáp án vào thằng nào ra 5,38 là đúng. Đấy, thay bốn đáp án vào d trên dx này. Shift d trên dx. Thầy thay đáp án D luôn nhá cho nó xong này. Đáp án D này, 3 phần 4 x bình này cộng với cả x bình trên 2 nhân với len x đúng không? Thay x bằng 2 vào đây. X bằng 2 là x mình chọn thích cái này. Đấy, mình thay vào đáp án D nhá. Thì bạn thấy không? Nó vẫn ra 5,38. Đấy. Và 5,38 thì vẫn là đáp án đúng, được chưa? Chứ còn nếu mà các em thay các đáp án A, B, C vào đây ấy thì chắc chắn với các em rằng là không thể ra được 5,38 đâu. Đấy, nó chỉ có hai bước thôi. Chọn x bằng 2 thay vào fx, dùng d trên dx nhập bốn đáp án với x bằng 2 vào đuôi, xong. Ok, có 31 đáp án là D nhá, cả hai cách. Đó. Có 32 nào. Nào bắt đầu đến mấy câu 6 cộng đi các em. Câu 6 cộng nào các bạn.
Cái hồi thầy còn bằng tuổi các em ấy, là hồi đấy đi xem phim là nó chỉ có 15.000 một vé thôi. 15.000 một vé thì 50k là mua được hai vé rồi. Hai vé, tức thì các bạn phải tính tiền gửi xe nữa chứ, tính tiền mua bỏng nữa chứ. Chẳng lẽ đi xem phim với các bạn nữ lại không ăn bỏng à? Đúng không? Các bạn nữ không ăn thì mình phải ăn chứ, mình phải ăn thì mình mới có sức để đưa các bạn đi về. Chứ bây giờ chả lẽ đi ăn đi xem phim lại ngồi xem phim không à các bạn? Phải làm tí bỏng đúng không ạ? Xong lại còn tí nước ngọt nữa chứ. Rất là tốn kém. Cho nên là thầy khuyên là những bạn nào đang học cấp 3 thì hạn chế đi xem phim thôi các bạn. Nha. Tốt hơn hết là học bài đúng không? Tốt hơn hết là học bài thôi các bạn. Mặt cầu có tâm này, muốn tìm tâm mặt cầu ấy, muốn tìm tâm mặt cầu ta lấy hệ số của x, của y, của z chia âm 2. Âm 6 chia âm 2 ta được 3 này. 4 chia âm 2 ta được âm 2 này. Không có z nhá, không có z thì z chia 2 bằng 0 này, đúng không? 3 âm 2 0. Mặt phẳng P cắt mặt cầu. Rồi, mặt phẳng P cắt mặt cầu. Mặt phẳng P đây, cắt mặt cầu. Sao lại thầy bad boy? Ô, chỉ có good boy mới đi xem phim thôi các em. Lớp thầy có mấy thằng bad boy nó chả bao giờ đi xem phim đâu thầy các em. Nó toàn đi đâu không ai nhìn thấy luôn các bạn. Hết giờ học phát đèo người yêu tót trốn đâu luôn các bạn. Đi tìm mãi không ra, không biết trốn ở trong trong cái nhà nào. Thì đấy mới là thằng bad boy chứ các bạn. Còn cỡ thầy đi xem phim là quá good rồi. Ok, đấy như vậy là mặt phẳng P cắt mặt cầu S thì theo giao tuyến là gì các bạn nhỉ? Theo giao tuyến là đường tròn. Và người ta hỏi bán kính đường tròn có chu vi bằng bao nhiêu? Hỏi chu vi tức là hỏi bán kính đường tròn đấy. Thì các em còn nhớ cái bài toán này hình vẽ nó phải nhào không? Bài toán này hình vẽ nó phải nhào này. Nó sẽ trong trường hợp mặt phẳng cắt mặt cầu ấy, mặt phẳng cắt mặt cầu thì hình vẽ của nó sẽ phải tạo ra tam giác vuông này, có thấy không ạ? Đấy, tam giác vuông này, IHA đúng không? Trong đó thì các bạn trong đó thì cái bán kính mặt cầu à bán kính đường tròn ấy chính là đoạn HA này này. Đó. Còn IA này nó là bán kính của mặt cầu các bạn ạ. IA này là bán kính của mặt cầu, đoạn IA này là bán kính của mặt cầu thì các em tính nhanh cho thầy bán kính mặt cầu nào. Với tâm là 3 âm 20 thì bán kính nó sẽ bằng căn bậc 2 của 3 bình cộng âm 2 bình cộng 0 bình này. 3 bình cộng âm 2 bình cộng 0 bình trừ d là trừ đi trừ 12 nhá. Đúng không ạ? X bình cộng Y bình cộng Z bình trừ D thì bằng bao nhiêu đây? Căn của 9 cộng 4 cộng 12 và bằng 5. Rồi bằng 5. Ok. Như vậy là bán kính thằng này bằng 5 nhá. Xong rồi. Đó là IA. Tiếp theo IH là gì các em nhỉ? Nào. IH là gì? IH ở đây nó chính là khoảng cách từ Y tới mặt phẳng P các em ạ. Đó. Đoạn IH của thầy ấy thì nó bằng khoảng cách từ Y cho tới mặt phẳng P nhá. Đây đúng không? IH vuông góc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tính khoảng cách từ điểm Y cho tới mặt phẳng P. Điểm Y đây, chúng tôi tính khoảng cách đến P này. Dòng trên là các em thay điểm Y vào P luôn này. Thay điểm Y vào đây, X thay vào đây, 2 nhân 3 này. Y thay vào đây này, cộng 2 nhân âm 2 này, được chưa ạ? Z thay vào đây này, trừ 0 này, cộng 10. Còn sót lại ở đây nhá. Chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình, 2 bình cộng 2 bình cộng âm 1 bình. Đó chính là đoạn độ dài đoạn IH đấy các em. Được chưa? Thì chả tính cũng biết. Thực ra là mình không tính thôi chứ máy tính nó vẫn phải tính. 2 nhân 3 cộng 2 nhân âm 2 cộng 10 chia căn của 2 bình cộng 2 bình cộng âm 1 bình bằng 4 nhá các em. 4 này các bạn nhìn thấy không ạ? 4. Rồi IH bằng 4, xong. Vậy là ở trong cái tam giác này các em nhìn thấy không ạ? Trong cái tam giác này thì em thấy đấy, có Pythagore thôi. Và cuối cùng nhờ đại ca Pythagore tính hộ HA. Vậy theo Pythagore thì HA sẽ bằng 3 các bạn nhé, đúng không ạ? 25 trừ đi 16 là 9, 25 trừ 16 là 9, 9 căn ra là 3. Vậy là bán kính của đường tròn thì bằng 3. Bán kính đường tròn bằng 3 thì chứng tỏ chu vi đường tròn. Các em có nhớ công thức tính chu vi đường tròn không? Chu vi đường tròn bằng 2π r đúng không ạ? Chu vi đường tròn 2π r, 2π nhân 3, 2 nhân 3 là 6, 6 thì game 6π. 32 đáp án là A nhá, 6π 32A. Ok Trường Phúc nhá, ok Đặng Ngọc Tuấn nhá. Ô, Đặng Ngọc Tuấn này sao trông già đấy nhỉ?
À, bị che mất nửa rồi à? Bad boy ghê. Đặng Ngọc Tuấn chắc phải bằng tuổi thầy ấy nhỉ? Rồi, câu 32 đáp án là A nhé các em. Chuẩn chưa? Tiếp nào, 33 nào các em. Ừ. Rồi, Trần Phước Huy học lại năm nữa à? Thôi em ơi, tha cho mấy em 2K7 đi các em. Rồi, ok các bạn nhé. Nhật Nguyễn, Trần Hiển Long, Phan Hậu, tốt, good đấy. Gì? Bạn Đặng Ngọc Tuấn bạn cười gì đây? Thầy trông em còn phải hơn tuổi thầy chứ. Ừ. Không sao, không sao, trưởng trưởng thành sớm cũng là tốt mà. Con gái người ta vốn vốn thích con trai trưởng thành. Ngày xưa ấy, thầy kể chuyện cho các em hồi thầy còn cấp 1. Cấp 1 là thầy thích một bạn ở cùng lớp, nhưng bạn ấy chê thầy là trẻ con. Nên bạn ấy bảo là tớ không bao giờ có khái niệm là yêu người bằng tuổi. Đấy, hồi đấy mới học lớp 3. Thì bảo là tầm 9 tuổi nó vẫn còn trẻ à đâu. Lớp 3 là 9 tuổi vẫn còn trẻ con thì người ta từ chối mình các bạn. Bạn Đặng Ngọc Tuấn này lớp 12 nhưng mà trông già hơn cả thầy thì khả năng cao là các bạn nữ ở trong lớp là rất là tin tưởng. Nào. Tính diện tích của tam giác ABC. À các em còn nhớ công thức tính diện tích tam giác bằng tọa độ không các em? Diện tích tam giác ABC thì bằng cái gì nhỉ? 1 phần 2, cái này phải bấm máy tính thôi các em ạ. Độ dài tích có hướng, đúng không ạ? Độ dài tích có hướng của vector AB với vector AC nhá. 1 phần 2 độ dài tích có hướng của vector AB và vector AC. Được chưa? Thì trong đó thì bây giờ mình viết ra vector AB cái này. Vector AB lấy B trừ A nhá. 2 trừ đi 1 là 1 này, ok không? Trừ 1 trừ 2 là trừ 3 này, 3 trừ đi 1 là 2 này. Tiếp theo vector AC này, lấy C trừ A này, trừ 4 này, 0 này, 4 này, trừ 4, 0, 4. Rồi, thôi bây giờ bấm máy tính nhé, chúng ta nhập máy tính đi các em. À. Để nhập vector em bấm menu 5, đúng không ạ? Menu 5, nhập vector A là phím 1 này, chọn kích thước 3 kích thước. 1 trừ 3, 2, 1 trừ 3, 2, ok. Tiếp tục menu 5 để nhập vector 2 là vector B. Là vector AC này, vector AC trừ 4, 0, 4, ok. Bây giờ ta sẽ bấm này, 1 phần 2 này. Tôi bấm chỉ tuyệt đối nhé, chỉ tuyệt đối là Shift ABS đúng không? Shift ABS. Đấy, ABS. Tích có hướng là option 3, option 4. Đấy, option 3, option 4 là vector A, vector B. Vẫn bằng thôi. Các em thấy lẻ không? Các em có biết là để hết lẻ ta làm gì không? Lẻ như này là vì có căn thì muốn hết lẻ ta bình phương lên các em nhé, ta ấn bình này, ta bình phương lên này, bình lên. Đấy. Bình lên ta được số 432, như vậy số này chính là căn của 432. Bình lên bằng 432 là căn 432. Như vậy 1 phần 2 này nhân căn của 432. Đấy. Xong bắt đầu mình mới đổi về hệ thường mình rút gọn. 1 phần 2 nhân với căn của 432. 6 căn thì các em, 6 căn 3. Ok, đáp án B nhá. Đó, như vậy câu 33 đáp án là B, diện tích tam giác 6 căn 3. Thế tin chắc là với đề thi học kỳ 2 các em sẽ nhớ được lại nhiều công thức với cái đề này đấy các em. Chắc chắn với các em như thế nhá. Ok Trường Phúc, ok Đoàn Nhật Anh nhá. Rồi Thiện Chí, ở đây có ai sinh năm 2000 không ạ? Sinh quá khứ, năm nay là năm 2000 lẻ mấy rồi, năm 2006 rồi còn gì nữa, lấy đâu ra 2000 ở đây các bạn. Linh Thùy thì bấm máy tính lại á. Linh Thùy lên YouTube gõ là cách bấm máy tính hình OIZ thầy Nguyễn Quốc Chí nhá. Bạn mà chưa biết cách bấm máy tính ấy, các em lên YouTube ấy, các em gõ là cách bấm máy tính thầy Nguyễn Quốc Chí, bấm không phải cách bấm máy tính hình OIZ của thầy Nguyễn Quốc Chí thì thầy có hướng dẫn các em cách bấm máy tính rồi nhá. Lại một bạn Ngân nữa hỏi thầy, hôm nay lắm bạn Ngân đấy nhỉ? Đào Hồng Ngân, thầy không đi hẹn hò à? 1827 người đàn ông theo dõi. Đấy, hôm nay là rất nhiều bạn Ngân. Nói chung các bạn Ngân này thì thầy nói rồi nhá. Như chị thấy tên là Ngân đấy, 35 tuổi lấy được chồng, nên là các bạn Ngân nói cái gì mình phải uốn lưỡi 70 lần nhá. Một ô tô đang chạy với vận tốc 12 m trên giây thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc. Rồi. Như vậy là người ta cho phương trình vận tốc. À, cái dạng bài này là dạng bài gì nhỉ? Dạng bài này là dạng bài gì đấy các em? Ừ. Sao? Thầy yêu Ngân 98 á. Trong đó T là thời gian tính bằng giây, hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.
Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét? Ok. Như vậy đây là bài toán gì các bạn nhỉ? Đây là ứng dụng tích phân trong gì các bạn nhỉ? Trong chuyển động. Ok. Các em còn nhớ công thức không? Ứng dụng tích phân trong chuyển động. Đây. Ở trong ứng dụng này thì các em nhớ là quãng đường ấy. Lại quên rồi, học cái gì cũng quên. Quãng đường thì bằng tích phân của phương trình gì các em? Phương trình vận tốc, đúng không? Quãng đường thì là tích phân của phương trình vận tốc. Đấy, như vậy là bao nhiêu mét, đúng không? Bao nhiêu mét thì là hỏi quãng đường. Thế như vậy là bây giờ các em đã có phương trình vận tốc này. Em có phương trình vận tốc là trừ 6t cộng 12 rồi. Đấy, thì em chỉ việc thay phương trình vận tốc vào đây thôi. Em thay phương trình vận tốc thôi là trừ 6t cộng 12 dt. Ok. Tuy nhiên là mình đang thiếu cận, đúng không? Mình đang thiếu cận. Thiếu cận tức là gì? Thiếu cận tức là thiếu thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Đấy, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Được chưa? Bye thầy, em đi tắm. Học thôi mà cũng bẩn. Đến chịu. Nào, thời điểm bắt đầu các em. Thời điểm bắt đầu. Thời điểm bắt đầu là khi nào thì các em hình dung này. Thời điểm bắt đầu khi người lái đạp phanh ấy là vận tốc bằng 12 nhé các bạn. Đây. Thời điểm bắt đầu là lúc vận tốc đang là 12 thì đạp phanh không? Thì là bắt đầu chuyển động này. Đấy. Thì vận tốc này thì thầy thay này. Như vậy là trừ 6t cộng 12 vận tốc nhá. Phương trình vận tốc trừ 6t cộng 12 bằng 12 này. Như vậy là thầy tính ra t bằng 12 chừng 2 là 0. T bằng 0 các bạn. Như vậy là thời điểm bắt đầu là 0 giây này. Được chưa? Thời điểm kết thúc nào? Thời điểm kết gì các em? Kết thúc. Rồi. Thời điểm kết thúc. Thời điểm kết thúc là các em chú ý vào cái từ dừng hẳn này các em. Kết thúc là người ta chú ý vào từ dừng hẳn. Dừng hẳn ấy thì tức là V bằng 0 các bạn nhé. Đúng không? Dừng hẳn khi vận tốc bằng 0. Và em cho phương trình vận tốc bằng 0, tức là trừ 6T cộng 12 bằng 0. Và trừ 6T cộng 12 bằng 0, tức là T bằng gì? T bằng 2. Như vậy thời điểm kết thúc là T bằng 2 các em nhé. Thời điểm kết thúc là T bằng 2. Ok chưa? Ok. Như vậy ở đây thầy có là tích phân từ 0 đến 2 của trừ 6T cộng 12 bằng 12 luôn nhé. Thầy bấm này, quãng đường tích phân từ 0 đến 2 của trừ 6T cộng 12 bằng 12m nhé. Như vậy ô tô đạp phanh đường 12m nữa. Rồi, câu 34 của thầy đáp án đúng là đáp án A nhé. 34A, rất rất tốt đấy. Ok Thư Thư nhá, ok Văn Thắng, 12 đúng đấy em ơi. Thanh Thảo tốt, Thi Quân tốt, Trần Hiển Long tốt. Rồi. Nào, mốc điểm 7 đi các em. Ôi, có 35 này, mốc điểm 7 dễ quá nhỉ. 35 nào, làm nhanh à. Lúc ấy nói đến đâu ấy nhỉ? Lúc ấy nói, còn nhớ mang máng là mình nói mình thích em nào sinh năm 98 ấy nhỉ các bạn nhé. Đấy, già rồi, nói rồi lại quên. Hồi xưa thích một em sinh năm 98. Nhớ em ấy tên gì? Tí tìm lại, tí phải tua lại live stream. Mình nói ra mà mình quên bố nó mất. Rồi. Có 35 nào các em. Cho Z1, Z2 là hai nghiệm của phương trình. À, hai nghiệm của phương trình Z bình cộng 9. Rồi, ui, thế thì nghiệm này thì cần gì phải bấm máy tính đâu các em. Z bình cộng 9 bằng 0 ấy. Z bình bằng trừ 9 đúng không? Z bình bằng trừ 9. Rồi, Z bình bằng trừ 9 thì trừ 9 nó là 9y bình đúng không ạ? Z bình bằng 9y bình. Căn ra thôi, Z bằng cộng trừ 3y. Z bằng 3y. Căn 9 là 3 mà, căn y bình là y. Và trừ 3y, thế là nhanh nhất đúng không? Đấy. Trời, cần gì phải dùng máy tính đúng không? Bạn nào dùng máy tính làm gì mất thời gian. Như vậy là điểm M nhá. Điểm M này sẽ có tọa độ là x bằng 0 nhá. Phần thực bằng 0 không các em? Phần thực bằng 0. 0, 3. Rồi, Z2 này, N này, phần thực bằng 0, phần ảo bằng âm 3. Như vậy là thầy có điểm M là 0, 3 và điểm N là 0, âm 3. Thế thì lúc này thầy sẽ có được độ dài OM. Ui giời, độ dài OM là 3 luôn còn gì nữa đúng không? Các em vẽ điểm M ra. Đây, 0, 3. Đấy, 0, âm 3. Thấy không? À đâu, 0, 3 cơ mà. Là y bằng 3. 0, 3 ở đây. 0, âm 3 ở đây. Thế như vậy độ dài OM cộng ON. OM sẽ bằng 3 và ON cũng bằng 3. 3 là 6. C nhá. 35C. Chuẩn chưa các em? 35C. Đấy. Đấy, từ O đến M chả là 3 đơn vị à? Từ O đến N chả là 3 đơn vị à? Đúng nhá. Ok. Thì đáp án đúng là thế. Rồi, như vậy là chúng ta được 7 điểm rồi. Những ai được full 7 điểm nào? Thì xem những bạn nào học giỏi được full 7 điểm
thì các em comment thầy chữ F7. Còn những bạn nào mà các em bị sai mất một số câu thì các em lại phải comment giúp thầy câu là quyết tâm 7 cộng rồi. Quyết tâm 7 cộng nha. Để chúng ta bắt đầu đến mức 7 cộng thôi các em. Rồi, đến mức 7 cộng. Ui, một số bạn vẫn comment quyết tâm 5 cộng à. Làm 35 câu rồi mà vẫn chưa được 5 điểm. Thế thì các em đi học làm cái gì cho nó tốn mực ra các bạn. Ok nha. Uầy, Trần Hiển Long F7, Quang Anh Nguyễn F7, Đặng Ngọc Tuấn F7. Kinh quá nhỉ. Nào, có 36 đi các em. Cho tích phân từ 1 đến 2 của Fx bằng A cộng B lên 2 cộng C lên 3. Tính giá trị của A, B, C. Câu này thì có vẻ là chắc là mình phải nên gì các bạn. Câu này khéo bấm máy nhé. Chẳng muốn đâu nhưng mà tay tự nhiên nó cứ cầm vào cái máy tính ấy các bạn. Nào, bây giờ ta thử nhá. Câu này là câu có len thôi các em, đúng không? Câu có len thôi. Nhưng nó là hữu tỉ thì khó lắm các em ạ. Hữu tỉ thì khoai lắm. Hữu tỉ thì khả năng cao là bấm máy thì nó cũng sẽ khoai hơn đấy. Chẳng hạn người ta gợi ý này, người ta gợi ý 6A đây này. Cái này là đề thi nhá, các em có thể lên. Tí nữa thầy sẽ chỉ cho các em nguồn của cái đề thi này. Vừa mới thi xong, chứ không phải là do đề thầy bịa ra đâu nhá. Đấy, chứ không phải là đề do thầy bịa ra đâu. Được chưa? Nào bây giờ câu này hơi ngại làm tự luận tí nhỉ. Hơi ngại làm tự luận tí. Trừ A nhưng mà A nó là số nguyên ấy. Số nguyên lại nhân với 6 nữa. Thì nhân bố nó với 6 cả hai vế đi còn gì nữa. Đúng không? Nhân bố nó với 6 luôn đi. Nhân 6 và 2 vế nhá. Không được thì thôi nhá. Không được quay lại làm tự luận nhá. Không được ta quay lại làm tự luận nhá. Không được. Đấy. Thế thì mình e mũ lên nào. E mũ nào. E ở đâu nha. E mũ nào. 6 lần tích phân từ 1 đến 2 nào. Của x trên x cộng 1 mũ 2 trừ đi 6 nhân A đúng không. Nào bây giờ A mình thay vào số mấy đây này. A mình thay số mấy này. À đâu? Không phải. Đây số 1 à? Không phải, bấm nhai sai rồi, Bấm nhai sai rồi. Quên, không phải bấm nhai đâu. Đấy, bấm nhai sai rồi các bạn ơi. Bấm nhai sai rồi. Phải bấm nhào ấy nhỉ? Thầy cũng không biết bấm luôn. Các bạn nào biết cách bấm dạy thầy bấm cả. 6A khả năng là nguyên đúng không? 6A khả năng là nguyên. Sao không phải, không phải. Mình coi cả 6A này là một cụm thôi. A là hữu tỉ mà các em. Không. A là hữu tỉ mà. Mình coi cả 6A này là một cụm nhé. Trừ đi 1 này. Rồi. Thế coi cả 6A là một cụm, đúng không? Coi cả 6A là một cụm. Không được rồi. 2 này. Không được rồi. 3 này. Không được rồi. 4 này. Không được rồi. 5 này. Không được luôn. 6 này. Thì thử âm 1 xem nào nhỉ? Như vậy là 6A bằng âm 1 các bạn nhé. 6A bằng âm 1 nhé các bạn nhé. 6A bằng âm 1. Đây, thầy coi cả 6A là một cụm luôn các em. Thôi, coi cả 6A là một cụm luôn các bạn ạ. Đấy, coi cả 6A là một cụm luôn. Thì khi mà thầy thay 6A bằng âm 1 ấy, thì thầy ra số đẹp. Đấy. Thế như vậy là 729 nha, 6A bằng âm 1. Được chưa? Thì khi đó bên này sẽ là 729 phần 620 phần 64, 729 phần 64. Thì bằng đẩy đằng này lên đây, 2 mũ 6B nhân 3 mũ 6C. Đúng chưa? Rồi. 729 là 3 mũ mấy? 729 à. 729 shift factor à? Shift factor 3 mũ 6 chia cho 2 mũ gì? 64 là 2 mũ mấy nhỉ? 64 là 2 mũ 6.
Đó, 2 mũ 6B nhân 3 mũ 6C. Như vậy ở đây thì C sẽ bằng 1 nhá, C sẽ bằng 1. Đây, các em nhìn này, 6C thì bằng 6, C bằng 1 này. 6B thì bằng âm 6, đúng không ạ? 6B bằng âm 6, vậy B bằng âm 1. Ok. Như vậy là mình sẽ có A bằng âm 1 phần 6, B bằng 1 âm 1 và C bằng B bằng âm 1 và C bằng dương 1 nhé. Đấy, thì nếu mà các em bấm máy thì các em làm như vậy. Rồi. Không phải hệ số A mình tự dò. Đây thầy sẽ chỉ lại cho. Như vậy 6A cộng B cộng C, 6A 6 nhân với âm 1 phần 6 cộng B cộng với âm 1 cộng 1 thì bằng âm 1 nhé. 6A cộng B cộng C là âm 1 B nhé. 36B nhé các em. Ở đây thì một số bạn bảo không phải là tự dò mà là mình thấy người ta cho 6A không thì mình nhân tất cả với 6 đi và hai vế đi. Nhưng mình chọn 6A là một cụm luôn, mình chọn 6A là một cụm luôn để nó nguyên. Đấy, vì là 6A cộng B cũng C nguyên mà, cho nên là mình nghi ngờ 6A nguyên thì mình cho nó là một cụm. Thì thầy thử 6A bằng âm 1 thì thấy nó ra số đẹp. Đấy, 6A là âm 1 thì ra số đẹp. Thế thôi. Thì đấy là những bạn nào mà biết bấm máy thì các em bấm như vậy nhá. 6A bằng âm 1 thì mình thử như vậy thôi. Cứ thử mấy số nguyên ấy, 1, 2, 3, 4 không được thì quay lại âm 1, âm 2, âm 3, âm 4. Thì thầy thấy 6A mà thầy cho bằng âm 1 thì nó ra số đẹp thôi. Đó. Đó. Thôi, tự luận thì có gì đâu, tự luận câu này làm mãi rồi. Đặt x cộng 1 bằng gì? Đặt x cộng 1 bằng t, đúng không? Đổi cận, vi phân các thứ. Câu này thầy làm tự luận nhiều quá rồi, cho nên là thầy xin phép là câu này tôi không chữa tự luận nhá. Xin phép các bạn một chút. Đấy. Rồi, 37 đấy. À. À. Ui cái câu này thầy giải tự luận khoảng 540.000 tỷ lần rồi mà các em. Bạn nào học trong khóa học thì các em thấy câu này thầy làm tự luận nát cả quyển vở rồi các em. Mặc dù là thầy dùng iPad nhưng mà thầy đã dạy các bạn nát vở. Câu 37 nào. Trong không gian với ghi Z cho hai mặt phẳng P và Q, cho hai mặt phẳng P và Q. Đấy, tìm tất cả các giá trị của M để hai mặt phẳng vuông góc. Hai mặt phẳng vuông góc khi nào? Khi NP vuông góc với NQ. Cũng có nghĩa là NP phát tuyến của P nhân phát tuyến của Q tích vô hướng bằng 0, đúng chưa ạ? Ừ. Không, làm gì có đề nào người ta cho đến mấy chục các bạn. Người ta ra đề người ta phải lịch sự chứ các em. Thế hỏi các em bây giờ các em đóng vai trò là người ra đề, em có muốn ra mấy con số lại chia cho mấy chục không? À, mình phải lịch sự chứ. 1 2 1 rồi, NQ. 1 này, âm 4 này và m trừ 1 được chưa? Nhân đi, nhân vô hướng này. Nhân vô hướng này. Nhân vô hướng bằng 0, hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao nhé. Hoành nhân hoành, 1 nhân 1 là 1 này. Cộng tung nhân tung là trừ 8 này. Cộng cao nhân cao là trừ đi m trừ 1 này bằng 0. Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao. Ok chưa? Và nhân ra thì được là trừ m. Bao nhiêu nhỉ? Trừ 6 bằng 0. Vậy m bằng âm 6 nhé. 37A. Đó. Đây là 0 nhé. Thế thôi, câu 37 thì chỉ cần sử dụng đó là tích vô hướng của hai vectơ phát tuyến bằng 0 là hai vectơ phát tuyến vuông góc thì khi đó hai mặt phẳng vuông góc thôi. Ok Khánh Ly, ok Thanh Thảo, ok Thanh Phong, ok Hoàng Minh Chiến nha. Vô tiếp nào, câu 38 nào các em. 38 nào. Thầy ơi thầy mệt không ạ? Rất mệt luôn. Thầy đã kể cho các em ngày hôm nay của thầy chưa? Ngày hôm nay của thầy là thầy bị mất ngủ. Đêm hôm qua đến sáng nay là thầy mới ngủ được có nửa tiếng. Nửa tiếng đấy lại còn nằm mơ cơ. Mà không hiểu sao mình toàn nằm mơ những cái giấc mơ mà mình đã mơ bao nhiêu lần rồi mà cứ mơ lại thôi. Hồi xưa ấy là mơ là kiểu tức là cái lần đầu tiên thầy mơ giấc mơ đấy đấy là cái giấc mơ mà thầy xây một cái lâu đài các bạn. Thế sau đó thì đến tận bây giờ vẫn mơ được cái giấc mơ đấy. Khổ một cái là cái giấc mơ nó không kết thúc được bởi vì là cái lâu đài của thầy ô tô nó lại không chui vào được. Thế nó dở hơi chứ các bạn. Xây kiểu gì mà ô tô nó lại không lùi vào được. Thì mình mới nhớ ra là à hóa ra là cái lâu đài đấy là lâu đài kiểu ngày xưa ấy, cái thời đấy là người ta chỉ cưỡi ngựa thôi. Cho nên là mình xây theo cái kiểu phong cách hồi đi cưỡi ngựa.
Thế là cuối cùng mình phải đi tìm một con ngựa để mình chui vào. Thế cuối cùng tìm mãi không thấy, cho nên là đến tận năm mươi mấy tuổi rồi vẫn mơ cái giấc mơ đấy mà vẫn chưa tìm thấy con ngựa nào các bạn. Câu 38 nào các em. Tính thể tích của vật thể T nằm giữa hai mặt phẳng. Rồi. À, thiết diện vuông góc với trục OX này các em. Thiết diện vuông góc với trục OX này. Các em còn nhớ công thức này không nhỉ? Đấy. Là tam giác đều có hoành độ bằng đây. Và câu hỏi là tính gì các bạn nhỉ? Tính thể tích vật thể. Rồi. Ok, thì công thức là gì? Nào, công thức ở trong trường hợp này, các em nhớ là vật thể này không có chữ tròn đâu nhá. Vật thể không có tròn ấy, không có tròn thì không có pi đâu nhá. Một số bạn là cứ pi 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 là đáp án A là sai luôn này. Làm gì có tròn đâu mà pi. Đó là tích phân, thể tích bằng tích phân của từ A đến B của SX DX đúng không? SX DX. Trong đó SX nó chính là công thức tính gì nhỉ? Công thức tính diện tích gì các em? Diện tích của thiết diện. Đấy, công thức tính diện tích của thiết diện. Em lắp vào đây. Thế bây giờ ta xem cận này. Cận thì ta có rồi, trừ pi trên 2 đến pi trên 2, như vậy thể tích sẽ bằng tích phân từ trừ pi trên 2 x đến đây này. Đây này, thấy không? Cận đây này. Thế quan trọng bây giờ là thiết diện lúc này là tam giác đều và cạnh thiết diện là như thế này. Vậy thì diện tích của tam giác đều nó là cái gì? Thì hồi nhỏ các em có được học, đó là diện tích của một tam giác đều nó bằng cạnh bình phương nhân với căn 3 trên trên 4 đúng không ạ? Diện tích của tam giác đều cạnh bình căn 3 trên 4. Cạnh ấy, cạnh nó là hai căn đây này, cạnh cái này. Đấy. Như vậy nó sẽ bằng cạnh ở đây là hai căn của cos x tất cả bình nhân với căn 3 trên 4. Đó, đây là công thức tính diện tích tam giác đều rồi. Và như vậy ở đây thầy sẽ thay vào hai căn của cos x tất cả bình nhân với căn 3 chia 4 d dx. Đó, thể tích tích phân nhá. Như vậy là bấm tích phân này. Tích phân từ trừ pi trên 2, nhớ đổi radian nhé các em nhá. Trừ pi trên 2 đến pi chia 2 của cái quái này nhỉ, hai căn của cos x tất cả bình nhân căn 3 trên 4. Rồi, bấm nhé. Bằng 3,46, 3,464. Bình lên này, bình lên này, bình lên. Bình lên ra 12 xong lại căn lại này, căn lại. Đấy, nó ra hai căn 3. Đúng không? Đỡ phải thử. Tức là khi mình ra một số lẻ ấy, thì mình bình lên xong mình lại căn ra, thế vậy ra số đẹp. Thế cái máy tính lại buồn cười đấy các bạn. Hai căn 3 nhá. B ok 38B. Rồi. Ok. Rồi, câu 38. Xong chưa các em? Tiếp câu 39 nhá. Nhớ công thức nhá. Bạn nào quên thì bây giờ các em nhớ vào này, được chưa? Tiếp. Câu 39 nào các em? Câu 39 nào. Câu 39. Trong không gian OXYZ cho hai đường thẳng D1 và D2. Gọi P là mặt phẳng chứa cả hai đường trên, tính khoảng cách từ A đến P. Rồi. Chứa cả hai đường trên. Đố bạn nào làm được câu này? Câu này mà bạn nào làm được thì xứng đáng có combo phần quà bao gồm 500k tiền mừng đám cưới cộng một chú rể hoặc một cô dâu các bạn nhé. Bạn nào mà làm đúng câu này combo luôn. Một câu rất là hay ho. Đấy. Ok. Nào bây giờ thì chúng tôi sẽ xin vẽ hình này. Thực ra tính khoảng cách từ điểm A đến P ấy, thì chính là câu hỏi lập phương trình mặt P thôi. Thực tế câu hỏi này chính là câu hỏi về lập phương trình mặt phẳng P đấy các em. Lập phương trình mặt P, đúng không? Thế thầy hỏi các em một điều là muốn lập phương trình mặt phẳng P thì ta cần cái gì? Nào thầy hỏi trước khi vẽ hình này. Muốn lập phương trình mặt P tôi cần cái gì của P? Tôi cần vector pháp tuyến của P và tôi cần điểm gì các em? Điểm đi qua, đúng không ạ? Vector pháp tuyến của P và điểm đi qua. Đấy. Thầy giới thiệu tí về sách của thầy đi ạ. Thôi, có mua đâu, các ông có mua đâu mà cứ bắt giới thiệu. Mấy cái ông 2K6 này rất buồn cười nhé. Sách thì chả mua, cứ bắt giới thiệu quảng cáo đi xong rồi không mua. Hiểu kiểu gì. Nào, tuy nhiên ấy là các em phải để ý là hai cái đường thẳng này nó không được bình thường đâu nhá. Này, hai cái đường này các em nhìn thấy nó có gì đặc biệt không? Nào. Hai đường này có gì đặc biệt không? 4 âm 2 6, 4 âm 2 6. 2 âm 1 3, thằng nào mà tích có hướng của U1 U2 là sai luôn nha. Thằng thư thư này sai này, thư thư này.
Thứ thứ này sai bét. Bởi vì là hai đường này là hai đường song song nha. 4 âm 26 tỷ lệ này, có nhìn thấy không? 4 âm 26 và cái đường bên này là 2 âm 13, hai đường này tỷ lệ. Cho nên đây là hai vector cùng phương. Hai vector cùng phương ấy song song. Song song mà ông lại đi tích có hướng của hai cái vector này vào thì ông giải rồi. Bởi vì khi ông tích có hướng của hai vector mà cùng phương ấy, nó sẽ ra 0 0 0 đấy và nó không ra cái gì đâu các em. Không tin bạn bấm vào xem nha. Bạn bấm vào xem, song song cái này, bấm thử mà coi. Vector đầu tiên 4 này trừ 2 6 này. Vector thứ hai này là 2 âm 13 không? Đấy. Bây giờ ông thử bấm tích có hướng này, option 3, option 4 này. Thì ông nhìn thế này, 0 0 0 cái này. Đấy. Cho nên là các em thấy rằng là nếu bây giờ ông tích có hướng của hai vector này vào là ông sai luôn nhá. Cho nên là các ông phải tìm ra một cái con đường khác tích có hướng của hai vector khác thì với ông nhầy. Bây giờ vẫn phải là tích có hướng của hai vector nhưng vector tiếp theo nó phải là vector sau. Các em chọn cho thầy một điểm A ở trên đường thẳng D1 nha, và em chọn thầy một điểm B ở trên đường thẳng D2. Thì cái vector tiếp theo ấy nó phải là vector AB các ông ạ. Đấy. Thì hai vector này không cùng phương ấy thì mới được tích có hướng nha. Thì mình sẽ tính tích có hướng U1 và AB thì mới là chuẩn nha, U1 và AB. Đó. Đấy, thế bây giờ chọn một điểm A trên nào. Đầu tiên, chọn một điểm A thuộc D1. Thì dễ rồi, lấy số tự do này 3 1 3 điểm A 3 1 3, được chưa? Tiếp tục chọn một điểm B, chọn một điểm B thuộc D2 thì cho tử bằng 0 cái này, cho tử bằng 0 này, 0 0 âm 1 đúng không ạ? B 0 0 âm 1. Như vậy từ đó thì ta có vector AB sẽ là vector chỉ phương đầu tiên của cái mặt phẳng này này. Lấy B chứ A nhá, âm 3, âm 1, âm 4. Đó, thì B là vector AB như thế. Và sau đó thì mới tích có hướng cái vector AB với vector U gì các em? Với vector U1 nhá. Đấy, vector U1. Được chưa? Thì như vậy là U1 nó là gì? U1 ở đây nó là 4 âm 26 này các em. Chỉ phương là thứ nhất, 4 âm 26 này. Đấy, 4 này, âm 26. Rồi. Vậy lúc này vector phát tuyến của mặt P sẽ là tích có hướng của vector AB với vector chỉ phương U1 nhá. Bấm là bấm cái này này, đúng không? Nào. Menu 5. Vector A này. Âm 3, âm 1, âm 4. Rồi, vector B nè. 4 âm 2 6 rồi. Option 3, option 4. Trừ 14, 2 và 10 nhá. Trừ 14, 2 và 10. Rồi, trừ 14, 2 và 10. Ok. Như vậy thầy là có được vector phát tuyến của mặt phẳng P. Vector phát tuyến của mặt phẳng P. Sau đó thì mặt phẳng P này còn phải đi qua điểm A nữa. Các em có thấy không ạ? Điểm A này là điểm thuộc đường thẳng D1 thì đương nhiên là thuộc P. Như vậy nó còn đi qua điểm A có tọa độ là bao nhiêu? Có tọa độ là 3, 1, 3. Và như vậy thì ta sẽ có được mặt phẳng này. Âm 14, 2, 10. 3 này x chứ 3, y chứ 1, z chứ 3 bằng 0. Rồi. Ui rồi. Đấy nhá, có bạn thắc mắc chọn A trùng thì xin lỗi các bạn là cái điểm A này là điểm A màu xanh nhá các em. Điểm A màu xanh, còn đây là điểm A màu đen nhá. Thì đây vẫn là hai điểm A khác nhau các bạn nhá. Rồi. Nhân ra này trừ 14x cộng 2y cộng 10z trừ 14 nhân trừ 3 trừ 14 nhân trừ 3 cộng với 2 nhân trừ 1 cộng với 10 nhân âm 3 thì cộng 10 bằng 0 các bạn. Cộng 10 bằng 0. Rồi đó. Thế như vậy đây chính là mặt phẳng gì các em? Đây chính là mặt phẳng P các bạn nhá. Rồi. Và yêu cầu là người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm A màu đen nhé. Nói này cho rõ này, tính khoảng cách từ điểm A màu đen đến mặt phẳng này, đúng không ạ? Tính khoảng cách từ điểm A màu đen. Rồi bạn thay này. Ở trên tử bấm luôn nhé.
Ở trên tử sẽ là giá trị tuyệt đối này. Giá trị tuyệt đối của trừ 14 nào thay x vào x này. 3 thay vào đây này. Trừ 14 nhân 3 này. Được chưa? Cộng với 2 nhân y này. Y là 1 này. 2 nhân 1 này. Cộng với cả 10 nhân 0 đúng không ạ? Z bằng 0 mà. 10 nhân 0 cộng 10. Ok. Chia cho căn bằng 2 của trừ 14 bình cộng 2 bình cộng 10 bình. À, trừ 14 bình cộng với 2 bình cộng 10 bình. Căn 3 các bạn nhé. Sao đẹp thế nhỉ? À, mày quá. Căn 3 nhé các em. Được chưa? Căn 3. Rồi. Vậy câu 39 đáp án là A nhá. Đấy. Được chưa? Ok nhá. Đấy thì cái câu này thực ra là bản chất là một câu đi lập phương trình đường thẳng. Nhưng mà các em chú ý là hai vector chỉ phương nó chưa rõ ràng. Hai vector chỉ phương chưa rõ ràng thì các em phải chú ý là các em phải tìm một vector chỉ phương mới, đúng không ạ? Vector chỉ phương, hai cái vector chỉ phương không được cùng phương, nó phải cắt nhau chứ. Nó không được cùng phương. À. 39. À, đã có thằng comment chữa cháy mà vẫn sai. Cùng cười thằng Ngọc. Thằng Ngọc Sáng này chữa cháy 39C nhưng mà vẫn sai cơ. Đúng không biết ông comment gì, Ngọc Sáng nói comment gì không biết. Đã chữa cháy rồi mà còn cháy to hơn các bạn. Không hiểu cái gì. Hello anh. Tích có hướng của hai vector chỉ phương. Nào 40 đi game. 40 nào. Câu này quen quá đúng không? À, quen quá. Tí các bạn xem đá bóng không? À, khoảng gần một tiếng, tầm một tiếng nữa là có trận MC Arsenal đấy các em. Trận MC Arsenal hay phết. Ừ. Tí phải xem mới được. Các bạn có xanh là thầy xem không? Bạn nào xanh là thầy xem comment em sang nhé. Nào. Ui, nhà thầy có nhiều tivi cơ các em ạ. Nhà thầy có khoảng 12 cái tivi các bạn. 12 cái tivi thì mỗi bạn một tivi cũng được. Tha hồ xem. Nhiều không? Ừ. 12 cái tivi liền. Các bạn biết tại sao nhà thầy lại nhiều tivi đấy không? Ừ, tại vì ngày xưa là nhà thầy làm nhà nghỉ ấy các bạn. Nhưng mà ế quá, khách ế quá đấy là phải đóng cửa nhà nghỉ, đấy là phải mang tivi về xem bù. Thế khổ. Nào, cái này các em thấy là gì nhỉ? Tích phân hàm hợp đúng không? Cứ FU là hàm hợp rồi các em. Cứ FU là hàm hợp rồi các bạn. Nhá, thì cứ đặt T thôi các em, đặt T thôi. Như vậy là ta sẽ đặt 5 trừ cos x bằng 5 cos x trừ 2 bằng T đúng không ạ? 5 cos x trừ 2 các em đặt bằng T. À. Nhưng mà nhớ là đổi biến phải đổi gì các em? Đổi biến phải đổi cận nhé các bạn. Đổi biến phải đổi cận nhá. Cận này từ 0 đến pi trên 2 này, x chạy từ 0 đến pi trên 2. Rồi, bạn thay vào đây này. Làm sao mà cho được? Một cười. TV bao nhiêu tiền để cho các bạn? TV nhà thầy một cái là 120 inch các bạn. Nào. 5 cos x trừ 2 này, thế tay x bằng 0 nhá, thế can x bằng 0 này, thay x bằng 0 này. X bằng 0 t bằng 3 nhá. X bằng 0 t bằng 3 này, thế can x bằng pi trên 2 này. -2. Rồi, -2. Rồi. Sau đó thì thầy sẽ vi phân ra các em, thầy vi phân nhá. 5 cos x đạo hàm là trừ 5 sin, trừ 5 sin x nhân với dx thì bằng dt. Ok. Trừ 5 sin x đúng không nhỉ? Cos đạo hàm là trừ sin rồi, trừ 5 sin x dx bằng dt. Và mình cần sin x dx này. Như vậy thầy có sin x dx thì bằng trừ chia âm 5 xuống, trừ 1 phần 5 dt. Đấy. Ok. Nào, bây giờ thay vào đây, thay. Thì như vậy tích phân y sẽ bằng cận nhá, cận này từ 0 đến pi trên 2 này, từ 0 đến pi trên 2 thay thành từ 3 đến 52 này, từ 3 đến 52 thay cận này. Đây là t đúng không? FT. Rồi, sin x dx đúng không? Sin x dx trừ 1/5 dt. Đây này, sin x dx này trừ 1/5 dt. Sau đó thì cái trừ này thì các em đảo vị trí trừ 2 đến 3 của ftdt mình đổi thành fxd dx nhá. Ftdt đổi thành fxd. Như vậy tích phân này sẽ đổi thành 1/5, cái 1/5 sẽ kéo ra ngoài đấy nhá. Trừ đổi vị trí rồi, dấu trừ đổi vị trí rồi. 1/5 kéo ra ngoài. Và ftdt các em đổi thành fxd
Thế bây giờ thì làm sao để tính ra được kết quả? Thì tôi thấy là cái EBIT này này, cái hàm EBIT này nó bị phân tách ra bởi cái số số 1, phân tách bởi số 1. Cho nên tôi cũng sẽ phân tách cái tích phân này ra bởi số 1 nhé. 1/5 nhân. Thầy chèn cái cận 1 vào đây này các em, thầy chèn cận 1 vào đây. Như vậy thầy tách nó thành là 1/5 nhân với tích phân từ -2 đến 1 của EBIT dx, -2 đến 1 của EBIT dx cộng tích phân từ 1 tới 3 của EBIT dx. Rồi. -2 tới 1 của EBIT dx cộng tích phân từ 1 đến 3 của EBIT dx. Thế. Và vì sao thầy tách như vậy? Bởi vì nếu thầy tách như vậy thì EBIT của thầy nó rất là rõ ràng. Lúc đó thì EBIT của thầy rất là rõ ràng. Cụ thể ở đây là tích phân từ -2 đến 1 của Fx này, -2 đến 1 tức là nhỏ hơn 1 đấy. -2 đến 1 là nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1 thì đây. Hoặc -2 đến 1 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1 ở đây, nhỏ hơn 1 nó sẽ là x bình cộng 4x trừ 5 dx. Cộng với tích phân từ 1 đến 3 của Fx dx. Fx ở đây là trừ x bình phương cộng 1 dx. Đó. Đúng không? Đây này, 1 đến 3 lớn hơn 1 không? 1 đến 3 lớn hơn 1 chứ. Từ 1 đến 3 lớn hơn 1 thì nó phải là thằng này. Và phần còn lại thì mình bấm máy tính thôi nhá. Phần còn lại mình bấm máy tính toi. 1/5. Đấy, ta bấm thôi. 1/5 nhân với cả mở ngoặc tích phân từ -2 đến 1 của hàm thứ nhất là x bình cộng 4x. Sao ấy nhỉ? Già rồi bấm máy tính nó có rung tay ấy các bạn. Hồi trẻ mà thầy bấm thì xoạch xoạch. Đúng là ai rồi cũng sẽ khác. 1 3 trừ x bình cộng 1. Đúng không? Vất vả quá nhỉ. Bạn nào sang bấm máy tính giúp thầy nhé. Trừ 74 phần 15. Rồi đáp án A nhé. Trừ 74 phần 15. Ok, A nhá. 40A. Rồi. Thế là chúng ta đã đến được mức điểm 8 rồi. Mức điểm 8 rồi. Thiện chí thầy nên có vợ nha, đảm bảo hết run tay. Nhưng mà khả năng là lấy vợ thì hết run tay nó sẽ chuyển xuống là run chân đấy em. Thì nó cũng như nhau thôi em. Câu 41 nào các em? 41 nào? Có bao nhiêu số phức thỏa mãn điều kiện trên? Bao nhiêu số phức thỏa mãn điều kiện trên? Từ từ ai gọi kinh thế này? Từ nhà nào làm 41 đề. Ai gọi mình? Bốn cuộc gọi nhỡ liền. DP chịu luôn. Sao 40 làm sao? Câu 41 đi các em. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn phương trình trên? Ôi ngại làm thế nhỉ, ngại làm thế. Các bạn có ngại làm không? Già rồi ngại làm cái câu này quá. Rồi, bao nhiêu số phức thì gọi số phức cần tìm có dạng là A cộng gì các em? A cộng B, đúng không ạ? A cộng B. Nào, thay vào nhá. Giữ cái đầu tiên này, modulus của A cộng BI trừ 3 cộng với modulus của A cộng BI cộng 3 thì bằng 10, đúng không? Bấm làm sao được? Căn của thực bình cộng ảo bình, phần thực ở đây nó gì? A trừ 3 tất cả bình, đúng không? Cộng phần ảo là B bình. Cộng bên này căn của phần thực A cộng 3 tất cả bình cộng B bình thì bằng 10. Rồi, như vậy là thầy có dữ kiện đầu tiên, phương trình đầu tiên đấy, ha. A cộng 3 tất cả bình cộng B bình nhá. Tiếp nào, 2z trên y trừ 1, 2z trên 1 trừ y thì nó bằng là 2 nhân với cả a cộng bi nhân 1 trừ y. Thì cái số phức này ấy, nó là số phức có y ở dưới mẫu thì mình phải nhân cả tử và mẫu với cái gì, các em còn nhớ không? Nào, các em còn nhớ học số phức chưa? Để có thể rút gọn số phức mà có y ở mẫu thì em phải nhân cả tử và mẫu với cái gì ấy? Bạn nhân cả tử và mẫu với số phức gì của mẫu? Liên hợp. Rồi. Nhân 1 cộng y nhá. 2 lần a cộng bi và nhân với 1 cộng y. Đấy, và triệt tiêu này các cụ ạ.
Cái này nhân với nhau bằng 2 nhá. Các bạn nhớ này, 1 trừ y nhân 1 cộng y, bạn bấm máy tính ra mà coi, 2 đấy. Trên này vẫn là 2 này, cho anh nhân ra này. A nhân 1 là A cộng AI cộng BI cộng BI bình, B bình là trừ B các bạn nhé. BI bình, B bình là trừ B. Thế. Thế sau đó thì 2 với 2 là mất. Vậy thì còn là A trừ B cộng AI cộng BI, rút Y ra ngoài là còn A cộng B. Đó. Như vậy ở đây thầy đã có được số phức 2Z chia cho 1 trừ Y sau khi rút gọn. Đấy. Và người ta có bảo là số phức này là số gì? Số phức này là số thuần gì các em? Thuần ảo, đúng không ạ? Số phức này là số thuần ảo. Và khi số phức này thuần ảo thì sao? Số phức này thuần ảo thì sao? Thuần ảo thì phần thực bằng 0, đúng không ạ? Một số phức thuần ảo thì có phần thực bằng 0. Thuần ảo dẫn tới phần thực bằng 0, A trừ B bằng 0. Và đó là phương trình thứ gì các em? Thứ 2. Rồi, phương trình thứ 2. Như vậy là A bằng B thôi. Vậy tôi rút ra là A bằng B. Và tôi thế vào đây, A bằng B, như vậy phương trình của tôi mới này, phương trình mới của tôi A bằng B đúng không ạ? Căn của A trừ 3 tất cả bình cộng A bình cộng căn của A cộng 3 tất cả bình cộng A bình bằng 10, đúng chưa? Đấy. Thì phương trình này có mấy nghi âm? Phương trình này có mấy nghi âm? Ship Can xin tài trợ chương trình K x trừ 3 tất cả bình cộng x bình, chắc là hai nghiệm thôi đúng không? Thực ra thì nhìn là phương trình bậc 2 thì hai nghiệm rồi, nhưng mà cố chấp mình bấm thôi. Trừ 10 nhá, đúng không? Đây thầy nhập nhá. Ship can bằng, ui xấu thế. Như vậy vừa rồi thầy ship can bằng x bằng 3 nhá, thầy ship can thêm x bằng âm 3 này. Rồi, thêm một nghiệm. Chắc là hết rồi đúng không? Hết rồi. Nó ra nghiệm mấy thôi. Hai nghiệm rồi. Đấy, nó vẫn ra những cái nghiệm đó, nó không thay đổi. Như vậy hai nghiệm nhá. Thế nhanh. Vậy hai nghiệm A thì cũng sẽ có hai nghiệm B, và chứng tỏ là có hai số gì các em? Hai số phức. Đấy. Ok. B nhá, 41B. Rồi, đây là câu 41B. Rồi, cái này giống chữ ký nhỉ? Các em muốn xem chữ ký của thầy à? Các em muốn xem chữ ký của thầy à? Chữ ký của thầy nhé. Đấy. Yeah. Sao lại không nhỉ? Thôi vậy. Mấy bạn này, thôi không xem thì thầy bắt phải xem nhá. Bắt phải xem đấy, chữ ký của thầy đây các bạn. Đây là chữ ký thầy đây. Đấy là H với S này là gì các bạn nhỉ? H này là học sinh thôi các em. Học sinh. Trái tim. Rồi. Thầy ký như vậy cái là đi đâu người ta cũng nể luôn các anh. Biết ngay mình thầy giáo các bạn. Sao các bạn lại không muốn xem nhỉ? Thầy nói rồi, thầy ép các bạn xem nhá các bạn nhá. Thầy ép các bạn mà không xem là thầy ban các bạn luôn. Nào, cho hình H được giới hạn bởi elip. Nào, elip. Sao HS lại là hồi sinh các bạn? Linh ta linh tinh. Elip này, đường parabol. Rồi, tính thể tích khối tròn xoay khi tạo thành. Ok. Thế để tính thể tích khối tròn xoay ấy thì tôi phải, thực ra tôi có hết rồi đúng không ạ? Công thức này. Thể tích bằng pi nhân với tích phân từ A đến B của F bình x trừ G bình x. Được chưa? Thế bây giờ ui câu này thì mệt đấy, câu này thì các em ạ, câu này phải chia đôi cho đấy, tại vì cái vùng màu đen nó bị giới hạn bởi hai đường ấy các em. Cái vùng màu đen ấy nó bị giới hạn bởi hai đường ấy, nên là phải chia ra các bạn ạ, chia ra. Đấy. Đây là vùng H1, đây là vùng H2. Đấy thì H1 thì tính nhanh luôn này. Bây giờ thì tính H1 nhá, thì gọi là V1 này, tính V1.
Được chưa? V1 thì bằng tích phân từ cận 0 này đúng không? Đến cận gì các em? Đến cận 1 này. Đấy, tích phân từ 0 pi nhá. Tròn mà, có chữ tròn không? Pi nhân tích phân từ 0 đến 1 của thằng bên trên bình phương này, bên trên này là cái parabol này, parabol bình phương căn 3 trên 2x bình bình phương trừ đi bên dưới là trục hoành là không bình, đúng không? Đấy. Bỏ cái gì? Bỏ cái dễ này thì phải bỏ vào mồm chứ các bạn. Ai đã bỏ mấy cái câu dễ này các bạn? Căn 3 trên 2 x bình là bình nhá. 3/20. Rồi 3/20 pi. 3π/20. Ok, đấy là H1 nhá. Tiếp là H2 này. H2 thì các em thấy giới hạn từ 1 không? Đến gì các em? Từ 1 đến 2, đúng không ạ? Từ 1 đến 2. Tuy nhiên là chưa có cái đường cong ở đâu. Đường cong này các em phải quy đổi ra dạng y bằng fx. Cái đường cong này là đường elip ấy các em. Đường cong này là đường elip, nhưng mà cái phương trình elip người ta viết dưới dạng chính tắc như thế này ấy. Phương trình elip viết dưới dạng chính tắc như thế này thì chưa ổn. Tại vì là mình cần là dưới dạng y bằng fx cơ. Mình cần là dưới dạng định dạng là y bằng fx. Cho nên là mình phải đổi biến đổi này. Như vậy là y bình sẽ bằng 1 trừ x bình trên 4 này, đúng không? Và căn ra thì có hai cái y liền, đó là y bằng căn của 1 trừ x bình chia 4, và đó là y bằng trừ căn của 1 trừ x bình chia 4, căn ra thôi. Vấn đề là mình lấy cái y ở trên hay y ở dưới. Thì em thấy là cái y này là y đang y dương này, tức là y lớn hơn 0 đấy, tính từ 0 trở lên mà. Y lớn hơn 0 là y dương này. Đấy, thì mình lấy thằng này nhá. Còn thằng y dưới này cũng là elip, nhưng là elip âm thì bỏ. Đấy, như vậy là thầy sẽ có phương trình cái đường elip nó là như thế này. Căn của 1 trừ x bình trên 4. Vậy thầy sẽ tính nốt vùng H2 nhé các em. Tính V2 nào. Được chưa? Tính nốt V2 đi các em. Vậy V2 bằng pi nhân tích phân từ 1 đến 2 của thằng bên trên bình phương. Nó là cái căn này bình phương này các em. Cái căn bình phương. Căn bình phương là mất căn nhé. Căn bình phương là mất căn. Rồi, còn trừ trục hoành thì hết rồi, đúng không? Thầy đẹp trai học giỏi, ngày xưa được nhiều bạn nữ tán không ạ? Cũng không nhiều lắm, đâu đấy khoảng 3/4 trường thôi các em. Hồi xưa thì con gái ở trường thầy chia làm 4. Thì trong đó 3 phần yêu thầy, còn 1 phần thì bị thầy yêu. Thế 5/12 pi. Rồi. Thì đây nữa nhá. Và em cộng lại thôi các em, đúng không ạ? Đã cộng lại thôi. Nói chung ý là thầy nói thật rồi, các em đi học thì các em tập trung vào học, chứ mấy cái chuyện yêu đương hay vứt đi. 17/30 pi nhá các em nhá. 17/30 pi. Đáp án đúng là D các bạn nhá. 42D chứ đúng không? Thanh Thảo ok. Rồi 42D. Nhớ là có pi nhá. 42D. Rồi Thư Thư tốt. Hồi xưa từ từ á, các bạn thả thầy cái trái tim mà thầy thả trái tim vào cái comment mà thầy ghim ấy. Hồi xưa ấy thì phải nói với các bạn một điều rằng là xem đội hình Man C với Arsenal đã. Đấy. Xem đội hình Man C với Arsenal nào. Nào, ghi câu 43 đi. Không có cái trái tim cũng không thả được. Câu 43 nào. Trong không gian OXYZ cho đường thẳng đi qua điểm M 3-2-4 song song với mặt phẳng P, đường thẳng song song mặt phẳng P cắt đường thẳng có phương trình là ok. Câu này câu có từ cắt này các bạn. Lập phương trình đường thẳng và có từ cắt là một câu vô cùng quen thuộc với cả cái đất nước Việt Nam mình, đúng không? Quen quá làm gì nữa, đúng không?
Nào, lập phương trình đường thẳng màu đỏ nhé, song song với P. Đấy, lập phương trình đường thẳng màu đỏ delta này, song song với P này. Cắt đường thẳng cho trước đường thẳng D này, cắt đường thẳng D này. Đấy, cắt D. Rồi, thì các em nhớ là cắt tại đâu thì mình phải gọi ra điểm tại đó đúng không? Cắt tại D thì gọi ra điểm D và mình phải tìm ra điểm H này là xong. Đấy. Muốn lập phương trình đường màu đỏ thì đầu tiên phải tìm ra H đã. Cứ có từ cắt là gọi giao điểm đúng không? Gọi giao điểm. Và gọi giao điểm là H. Và em sẽ đi tìm điểm gì các em? Tìm điểm H này nhá. Ta tìm điểm H nào. Thế là muốn tìm điểm H thì tôi thấy này, H là thuộc đường D, H là giao của delta và D. Cứ tìm H đã rồi delta tính sau nhá. Delta tính sau tìm H cái đã. Được chưa? À, đường thẳng còn đi qua điểm M nữa, vẫn còn thiếu này. Đi qua điểm M 3-2-4 này. Đó. Thì ta có H thuộc đường thẳng D, cho nên H có tọa độ là gì? 5 cộng 3T trừ 6-2T và 3 cộng 2T. 5 cộng 3T trừ 6-2T và 3 cộng 2T. Ok, đó là điểm H. Sau đó thì tìm ra ẩn T này bằng cách là nhìn như thế này. Đường thẳng delta song song với cả mặt phẳng P, tức là MH cũng song song với P, đúng không? MH song song với P. Mà bản thân mặt phẳng P ấy, nó có cái vector phát tuyến của nó các bạn ạ. Mặt phẳng P này thì có một cái vector phát tuyến vuông góc với nó là vector 3-2-3 Như vậy nếu NP vuông góc với P thì NP cũng vuông góc với MH các bạn, đúng không? Đấy, vì song song mà. Cho nên phương trình tiếp theo ta nhận xét này, đó là NP vuông góc với MH thì NP nhân vector MH bằng 0. Tích vô hướng của NP và MH bằng 0. Này được chưa? Trong đó thì MH là gì? Trong đó MH lấy H trừ M nào, lấy H trừ M. H này trừ M 3T. Trừ đằng này đi là trừ 4 trừ 2T. 3 ở đâu? Đâu 2 chứ. 5 trừ 3 từ từ nhá. Đói rồi đây. H trừ M này. 5 trừ 3 là còn 2 chứ. 2 cộng 3T. Rồi. Trừ 6 trừ 2 là trừ 4. Trừ 4 trừ 2T. 7 cộng 2T. Rồi đó là vector MH nhá. Và vector NP nào các em? Vector NP này bao nhiêu nhỉ? 3 trừ 2 trừ 3. 3 trừ 2 trừ 3. Như vậy nhân vô hướng vào các em. Nhân vô hướng vào thì các em được cái gì? Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Hoành nhân hoành này 2 cộng 3T nhân 3. Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung là 4 cộng 2T nhân 2. Cộng cao nhân cao. Cao nhân cao là trừ 3 nhân 7 cộng 2T thì bằng 0. Đó. 2 cộng 3T nhân 3 cộng 4 cộng 2T nhân 2 trừ 3 nhân 7 cộng 2T. Ok. Shift can tìm ra T. T bằng 1. Ui, T đẹp như này thì là chuẩn rồi. Đó, như vậy là thầy tìm một T bằng 1. Đúng chưa? Thế mục đích tìm T là để làm gì? Mục đích tìm T là để tìm ra điểm gì các em? Tìm ra điểm H đấy các em ạ. Mục đích tìm T tìm ra H. Như vậy điểm H của thầy sẽ là bao nhiêu? T bằng 1 theo đây này, 8 trừ 8 và 5. 8 trừ 8, 5. Xong. Như vậy là thầy có thêm điểm H rồi. Đấy. Và khi thầy có điểm H ấy, thì việc của thầy bây giờ là thầy phải đi lập phương trình đường thẳng MH. Nhưng điểm M có, điểm H có thì mọi thứ đã quá đơn giản rồi đúng không ạ? Lúc này có cả M cả H, cho nên mình sẽ tìm được vector chỉ phương của đường thẳng MH luôn. Đấy. Lúc này muốn lập phương trình MH nhá, muốn lập MH này, ta có vector MH đi, lấy H trừ M nào. H này, H đây, trừ M đây. 8 trừ đi 3 là 5. Trừ 8 trừ đi trừ 2 là trừ 6. 9, đúng không ạ? 5 trừ 6, 9. Và đi qua điểm gì các em? Đi qua điểm quái gì nhỉ? Đi qua điểm M đi. Rồi, nói chung là 5 trừ 6, 9. 5 trừ 6, 9 thì chỉ có đáp án C thôi. 43C luôn, không cần phải làm nữa. Rồi, 43C. Chỉ có C có cái vector chỉ phương là 5 trừ 6, 9 thôi. Cho nên mình tích đáp án C luôn nhá. Một câu hỏi rất là quen thuộc của nhóm những cái bài tập tìm ra lập phương trình đường thẳng có từ cắt.
đúng không ạ? Lập phương trình đường thẳng có tứ cắt. Đấy. Thì em cứ gọi giao điểm cho thầy xong em tiếp tục. Nào, tiếp. Môn 4. 4 nào các em? Xem đá bóng á, vừa mới xem đội hình xuất phát rồi, Thanh Phong ơi, vừa xem đội hình xuất phát của ấy rồi. Của Man City với cả Arsenal rồi. Nửa tiếng nữa đá. Nhanh lên nửa tiếng nữa đá nào các em. Nửa tiếng nữa đá nhá. Nào, câu hỏi số 44 này, một câu rất là cơ bản đây các bạn làm. Thầy thích màu cam hay thích màu xanh nhá? Thầy thích màu, nếu mà để thích hơn thì thầy thích màu xanh hơn. Nhưng mà nếu mà có bạn nữ nào xinh mà mặc đồ màu cam thì thầy cũng thích. Nói chung là tùy. Nào, 44 đi các bạn ơi. Cho số phức Z thỏa mãn điều kiện trên, tìm tập hợp điểm biểu diễn của các số phức là một đường tròn rồi. Đường tròn tức là phương trình của nó phải có x bình cộng y bình đúng không? Bài này thì quá quen thuộc rồi. Cho dữ kiện của Z tìm V kép. Cho dữ kiện của Z tìm V kép thì đó là bài cô lập Z đúng không? Cô lập Z. Cô lập Z. Thế như vậy thì ở đây thầy có này. Với dữ kiện Z nhân Z ngang bằng 4, cái này phải có kinh nghiệm làm nhá. Thầy modun hai vế lên này, modun lên. Modun của Z nhân Z ngang thì sẽ bằng modun của 4, đúng không ạ? Mà thôi, chả nói thế nào nhỉ? Ok. Thế tách ra này. Modun của Z nhân modun Z ngang thì bằng 4, đúng không? Mà modun Z với modun Z ngang là bằng nhau. Các em có biết cái sự tích là hai số phức liên hợp có modun bằng nhau không? Các em có biết sự tích là hai số phức liên hợp có modun bằng nhau không? Thì hai này modun bằng nhau thì bình lên là bình phương. Đấy, modun Z bình phương bằng 4. Được chưa? Thế đó. Và modun Z bằng 2. Ok. Modun thì nó là một số thực mà, đúng không ạ? Modun làm sao bằng âm 2 được? Modun cũng không thể bằng y được. Modun thì nó là số thực. Hết rồi. Nhá. Đấy, thế như vậy dữ kiện đầu tiên modun Z bằng 2. Rồi, tiếp theo cô lập thôi các em. Phương pháp quá là tiêu biểu rồi, rất là cơ bản, cô lập thôi nào. V kép bằng 2 cộng Z chia cho 3 trừ y Z. Đấy. Bề nhân tóe lên, nhân tóe loe lên xong rồi cô lập Z ra nhá. Nhân tóe loe lên nên cô lập Z ra. V kép nhân với 3 trừ y Z thì bằng 2 cộng Z. Nhân tung ra này, 3 lần V kép trừ đi V kép YZ thì bằng 2 cộng Z. Mục tiêu của thầy là cô lập Z nhé. Mục tiêu của thầy là cô lập Z. Nên thầy chuyển hết Z về một bên này. Khi đó thầy được chuyển 2 sang 3 V kép trừ 2 thì bằng Z cộng V kép Y nhân Z. Đúng không? Chuyển hết Z sang một bên. Được chưa? Xong rồi rút Z ra ngoài để cô lập thôi. 3 V kép trừ 2 thì bằng kéo Z ra ngoài. Bên trong còn 1 cộng V kép nhân Y. Hiểu không đấy? Mục tiêu của thầy là cô lập Z mà. Thầy nhân tung ra. Nhân tung ra xong chuyển hết Z về một bên thôi. Xong thầy dì xuống các em. Chia xuống. Như vậy Z của thầy sẽ bằng 3 V kép trừ 2 chia 1 cộng V kép Y. Đó. Vậy là thầy đã cô lập được Z rồi nhá. Thôi thầy viết đúng chiều này. Viết đúng chiều này. Đó là 3 V kép trừ 2 chia 1 cộng V kép Y bằng Z. Dạ. Và lúc này thì các em sẽ modun hai vế lên, tại vì thầy muốn triệt tiêu Z thì thầy sẽ modun ở cái chỗ này này, modun lên. Như vậy thầy có là modun của vế trái, modun của vế trái chia modun vế phải bằng 2, đúng không ạ? Modun Z lên bằng 2 mà, các em nhớ không? Modun Z bằng 2 thì thầy modun Z bằng 2. Đó. Như vậy là cái dữ kiện V kép của thầy đã mất đi chữ Z rồi các em, mất đi chữ Z rồi. Và bài toán bây giờ mới chính thức được bắt đầu, đúng không ạ? Nhân chéo lên này. Modun của một thương nhá, sẽ bằng modun của tử chia modun của mẫu, nhân chéo lên nào. Nó là modun của 3 V kép trừ 2 thì bằng 2 lần 1 cộng V kép Y modun. Và bây giờ bài toán mới bắt đầu. Gọi V kép là X cộng Y, V kép là X cộng Y. Như vậy 3 lần X cộng Y trừ 2 bằng 2 lần 1 cộng X cộng Y nhân Y. Được chưa? Đấy, x cộng y trừ 2 này, 1 cộng x cộng y nhân y. Rồi, nhân tung ra nào. Nhân tung ra nhóm thực nhóm ảo nào. Thực ở đây là 3x trừ 2 nhá, cộng 3y y
thì bằng bên này 2 lần này. Thực ở đây là bao nhiêu? 1 y là trừ y không? 1 trừ y cộng x. Được chưa? Khiếp Thủy Minh clip 2 buổi liên tiếp rồi vẫn kêu phải chăm. Chịu ấy. Chưa kể là còn đề ở trên thầy.net nữa chứ. Không hiểu cái kiểu gì. Nào mô đun lên. Như vậy thực bình cộng ảo bình, phần thực bình cộng với phần ảo bình thì bằng bên này 2 lần phần 4 lần chứ. Bình lên rồi nhá, bình lên rồi này. Thực bình cộng ảo bình. Sao sao ấy nhỉ? Cứ kiểu sai sai các bạn nhỉ. Kiểu sai 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 ấy nhỉ. Có sai không? Chán quá rồi, không có làm nữa, các bạn làm nốt cho thầy nhỉ. Chín x bình trừ ốm rồi, 9 x bình trừ đi x bình là 5 x bình nhá. 9 y bình trừ đi 4 y bình là 5 y bình nhá. 3 x 2 là 6, 6 x 2 12 trừ 12 x nhá. Y thì sao nhỉ? Chỗ này có trừ 2y nhân 4 là trừ 8 cộng 8y nhé. Quái. Số tự do nè. Hết bằng 0. 4 đây bên này có 4 bằng 0. Rồi. Chia tất cả cho 5 à. Quái nhờ. Thế như vậy tâm y đi. Tâm y là bao nhiêu đây? Hệ số x y chia âm 2 này, 6 phần 5 và âm 4 phần 5. Rồi. Vậy bán kính này, bán kính này, căn bậc 2 của 6 phần 5 tất cả bình cộng với cả trừ 4 phần 5 tất cả bình, 2 căn 13 trên 5. Tại vì C bằng 0 nhé, C bằng 0 này. Đấy. Căn của cái này bình cộng này bình. Có đáp án không? 2 căn 13 trên 5. Mày quá có đáp án D các bạn. Mày. Đấy. Rất là đau đầu luôn các bạn. Đấy nhá. Thực ra phương pháp thì không có gì cả. Vẫn là cô lập thôi. Cô lập rồi mô đun các bạn. Ta cô lập rồi ta mô đun lên. Thế là xong. Dễ như ăn kẹo đấy các em. Ok chưa? Ok. Đấy nhá. 44 đáp án là D nhá. Nào tiếp câu 15. Câu này thì biết làm thì rất là nhanh. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên R. Có đạo hàm trên R. Rồi. Biết rằng S1, S2 là diện tích. Tức là diện tích S1 thì bằng 9, diện tích S2 thì bằng 7, và diện tích S3 thì bằng 9. Tính tích phân từ trừ 6 đến 6 của fx trên 2. Đúng không? Thì cái tích phân này là tích phân hàm hợp thì phải đặt ẩn phụ thôi. Đặt x trên 2 bằng t. Cứ hàm hợp là gì là nó là t thôi. Nhớ đổi gì các em nhỉ? Đổi cận nhá. Đổi cận này. Cận trừ 6 đến 6. Trừ 6 ra đây. Trừ 6 chia 2 là 3. Trừ 3. 6 chia 2 là 3. Cận từ trừ 3 đến 3. Khi đó tích phân từ trừ 6 đến 6 trở thành tích phân từ trừ 3 đến 3 của ft. Thế còn dx bằng 2dt nhá. Các em vi phân này, dx bằng 2dt đúng không? Nhân 2 lên mà. Nhân 2 lên thì dx bằng 2 lần dt. 2 lần dt. Đó. Ồ. Dấu hiệu của việc chúng ta chuẩn bị được nghỉ live stream rồi. Rồi kéo 2 ra ngoài. Nhân tích phân từ trừ 3 đến 3 của ft dt thì mình đổi thành fxd. Fx dx. Ok. Bây giờ ta sẽ tính tích phân từ trừ 3 đến 3 của fx dx. Cái phần này là các em phải hiểu được bản chất vấn đề ấy. Fx nhá. Fx nó là cái này này, fx nó là cái đường cong rồi này, đúng không ạ? Thì bây giờ ví dụ thầy coi đây là số A đi. Đấy, thầy coi đây là số A đi, thầy coi đây là số B đi, đúng không? Vậy thầy sẽ tách ra này, đây chính là A này, đây chính là B này. Hai lần này, tích phân từ trừ 3 đến A của fx dx cộng với cả tích phân từ A đến B của fx dx, đúng không? A đến B và cộng với tích phân từ B đến 3 của fx dx. Đó. Ta tách thành tổng ba tích phân này. Thì khi đó thì các em thấy là nó bằng luôn này. Tích phân từ trừ 3 đến A là gì?
tích phân từ trừ 3 đến A của fx. Thì ở đây các em thấy là dựa vào đây ấy, thì ta có là tích phân từ trừ 3 đến A của trừ fx nhé. Cái vùng diện tích này, cái vùng diện tích này vì fx nằm dưới trục hoành mà, fx nằm dưới trục hoành nên nó là 0 trừ fx, 0 trừ fx là trừ fx. Thì tích phân này bằng 9 đúng không? Diện tích vùng này bằng 9 đúng không? Diện tích vùng này lại bằng tích phân từ trừ 3 đến A của trừ fx thì bằng 9. Thế tích phân của fx thì phải bằng trừ 9. Thế đó, trừ 9. Tương tự, tích phân từ A đến B của fx thì chính là vùng này luôn này. Đấy, fx là dương rồi, fx dương ở trên tử chính là 7 luôn này. Và tương tự tích phân từ B đến 3, tích phân từ B đến 3 của trừ fx thì mới bằng 9. Thì của fx sẽ bằng trừ 9 vì nó nằm dưới mà. Nằm dưới, trừ 9, hết. Như vậy trừ 9 cộng trừ 9 là trừ 18, cộng 7 là trừ 11 là trừ 22. Xong, đấy, biết làm thì rất là nhanh, đúng không? Bạn cần phải hiểu được bản chất vấn đề ở đây là tính diện tích hình phẳng. Đấy, thì khi mà fx nằm dưới thì cái tích phân của trừ fx thì mới bằng dương 9. Tại vì diện tích thì nó là dương, trừ fx thì là dương 9. Thì như vậy fx là sẽ phải là âm 9, tại vì nằm dưới thì là âm thôi, nhá. Ok, đây là câu 40. Tiếp là một câu hỏi rất là quen thuộc với đại đa số mọi người, đó là câu 46. Câu này mà không làm được thì đi lập gia đình luôn đi. Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình trên có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện trên? Đây là một câu hỏi rất là quen thuộc về vấn đề biện luận phương trình bậc 2, đúng không ạ? Biện luận phương trình bậc 2. Thì bạn nào mà làm câu này, học cái này rồi ấy, thì các em sẽ làm câu này trong phút mốt thôi, rất là easy thôi, đúng không? Chúng ta sẽ tính delta và chúng ta chia gì các em nhỉ? Nào, tính delta và chúng ta chia hai gì các em? Chia hai trường hợp. Bởi vì riêng trong số phức ấy thì để có hai nghiệm phân biệt thì nó sẽ có tận hai trường hợp liền. Với phương trình bậc 2 số phức thì delta dương cũng có hai nghiệm phân biệt mà delta âm cũng có hai nghiệm phân biệt nhá. Cho nên là mình chia hai trường hợp ra. Và theo lý thuyết, nếu delta dương, Z1 và Z2 sẽ là hai số thực. Và nếu delta âm, Z1, Z2 sẽ là hai số phức liên hợp của nhau. Nhưng bước 1 cứ phải tính delta cái đã. B bình phương trừ 4AC, B bình phương trừ đi 4AC. Như vậy là delta sẽ bằng B bình phương là 4M bình trừ 4 bình là hết này. 8M cộng 4. Rồi, delta là 8M cộng 4. 40 bình 40 hết nhá. Nào, trường hợp 1. Trường hợp 1 nào. Trường hợp 1, nếu delta dương, hai nghiệm mà đúng không? Hai nghiệm thì có thể delta dương. Nếu delta dương có nghĩa là 8m cộng 4 dương. 8m cộng 4 dương tức là m sẽ lớn hơn âm 1/2 đấy. Khi delta dương ấy thì khi đó Z1 và Z2 sẽ là hai nghiệm thực, hai số thực luôn đấy, hai số thực. Vậy thì cái dấu ở cái phương trình này ấy, thì mình sẽ không đọc nó là module nữa, mình đọc nó là dấu giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của Z1 trừ 2023 bằng giá trị tuyệt đối của Z2 trừ 2023. Đấy, ta sẽ không gọi nó là module nữa, ta gọi nó là giá trị tuyệt đối. Còn để giải được cái giá trị tuyệt đối thì chúng ta lại chia gì các em nhỉ? Chia hai trường hợp. Hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là hai cái lõi bằng nhau, Z1 trừ 2023 bằng Z2 trừ 2023. Và trường hợp 2 là hai cái lõi là đối của nhau. Đối của nhau thì sẽ bằng trừ Z2 trừ Z2 cộng 2023. Được chưa? Tuy nhiên trường hợp 1 này sau khi rút gọn ấy, trường hợp 1 này sau khi rút gọn thì ra Z1 bằng Z2 thì trường hợp này là không ổn. Vì hai nghiệm phân biệt mà, hai nghiệm phân biệt thì không thể nào mà Z1 bằng Z2 được, cho nên trường hợp này là ta lời loai nặng loại. Đúng không ạ? Không thể nào mà bằng nhau được. Thế còn trường hợp còn lại ta chuyển vế này. Z1 cộng Z2 thì bằng 4046, đúng không ạ? Z1 cộng Z2 4046. Và nhắc tới Z1 cộng Z2 là nhắc tới tổng hai nghiệm. Thì tổng hai nghiệm thì theo định lý Viet, trừ B trên A. Đấy, theo định lý Viet của cái phương trình này. Đây các bạn nhìn phương trình này. Thì theo định lý Viet, tổng hai nghiệm là trừ B trên A thôi. Trừ B nó là hai lần M cộng 1. Đấy, thì bằng 4046. Và từ đấy ra được M thôi nhá. 2022. Ok nhá. Như vậy thầy có một giá trị của M là 2022. Được chưa? Rồi, tiếp.
Nào, trường hợp 2, vừa rồi trường hợp 1 ấy là trường hợp mà các em hình dung. Đó là khi mà nó delta nó dương. Thế còn trường hợp 2 thì sao? Trường hợp 2 thì sao? Trường hợp 2 là nếu delta nó âm. Trường hợp 2 nếu delta âm. Delta âm có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ từ đã, tìm điều kiện đã nhá. Delta âm này tức là 8m cộng 4 âm. Delta là 8m cộng 4 mà. Có nghĩa là m bé hơn âm 1 phần gì nhỉ? M bé hơn âm 1 phần 2. Được chưa? M bé hơn âm 1 phần 2 thì tức là lúc này Z1 và Z2 chính là hai số phức liên hợp của nhau, đúng không ạ? Z1, Z2 là hai số phức liên hợp của nhau. Thì ví dụ thầy gọi Z1 là x cộng II, Z2 là x trừ II, chuẩn chưa? Khi delta âm thì Z1, Z2 là hai số phức liên hợp của nhau. Các em học rồi còn gì nữa, đúng không? Vậy thì thầy sẽ bắt đầu biến đổi phương trình này này. Vậy thầy sẽ biến đổi phương trình người ta cho này. Khi đó phương trình họ cho modul Z1. Lúc này ta lại đọc cái này là modul nhé. Mình lại đọc cái này là modul đi. Thì tương đương Z1 x cộng II trừ 2023 bằng modul của x cộng II trừ 2023. À, x trừ II chứ. Đấy, x trừ II. Rồi, thế bây giờ tính modul thì gì? Modul là căn của thực bình cộng ảo bình. Thực ở đây là x trừ 2023 tất cả bình, cộng với ảo ở đây là y bình. Thì bằng thực ở đây là x trừ 2023 tất cả bình, cộng với phần ảo là y bình. Ô, như vậy là hai vế này lại luôn bằng nhau các em. Hai vế này các em thấy lại luôn bằng nhau không? Thực bình ngay, x trừ 2023 bình ngay, y bình, thực bình cộng... Như vậy là luôn luôn đúng. À, như vậy là trường hợp này lại luôn xảy ra, luôn đúng với mọi m. Luôn đúng với mọi m. Thực ra là chính xác là luôn đúng, nhưng là với mọi m bé hơn âm 1 phần 2, đúng không ạ? Luôn đúng với mọi m bé hơn âm 1 phần 2 thì chắc chắn là luôn đúng. Đó. Và bây giờ người ta còn bảo là ngoài bé hơn âm 1 phần 2 thì m cũng phải chạy từ âm 10 nữa. Các bạn nhìn đây này, m phải chạy từ âm 10. Như vậy kết quả là m sẽ chạy từ âm 10 cho tới âm 1 phần 2, đúng không? Vậy từ đây đến đây là có mấy số? 10 số, đúng không ạ? Từ âm 10 đến âm 1 là có 10 số. Và cộng thêm với cả m bằng 2022 ở đây nữa. Nhưng mà m bằng 2022 thì lại không thuộc cái khoảng này. Không thuộc cái khoảng này. Cho nên là không tính, đúng không? 2022 lại không thuộc cái khoảng này. Cho nên là mình sẽ chỉ tính 10 số từ âm 1, âm 10 đến âm 1 thôi. Như vậy đoán đúng là 10 số A nhé, 46A. Đó, một câu hỏi rất là quen thuộc, đúng không? Rồi, nhanh nhanh còn 10 phút nữa xem nào bóng nào. Nhanh nhanh 10 phút nữa xem nào bóng nào nghe. Được chưa? Đấy, câu này mà còn không hiểu nữa, một câu hỏi quá là quen thuộc rồi còn gì. Quá là quen thuộc. Được chưa? Nào tiếp, 47 nào các em. Ai mà làm được câu này xứng danh anh hùng các bạn, xứng danh anh hùng luôn. Nhá. Tìm số điểm cực tiểu của hàm số gx bằng tích phân từ 2023 của đến x mũ 4. Đấy, xứng danh anh hùng. Phải xem chứ em, làm gì có chuyện đá bóng mình lại không xem, đá bóng lại không xem nhưng mà toi à? Nào, có 47. Tìm cực tiểu thì tức là phải tính y phẩy, đúng không? Tìm cực tiểu tức là tính y phẩy và giải phẩy bằng 0, đúng không ạ? Tính y phẩy, giải phẩy bằng 0. Tuy nhiên là làm sao để phẩy được cái tích phân? Làm sao để phẩy được cái tích phân thì nó mới khoai. Đấy, làm sao tôi phẩy được cái x phân bây giờ? Bây giờ muốn phẩy được cái x phân ấy thì các em phải làm như này nhá. Nào, bây giờ ta sẽ cùng nhau đạo hàm cái này ra. Nhưng trước tiên là tôi tính gx cái đã. Tôi tính gx này. Thế thì nguyên hàm, bây giờ tính tích phân thì phải dùng nguyên hàm. Thì theo định nghĩa ấy, nguyên hàm của f nhỏ là f to, đúng không ạ? Nguyên hàm của f nhỏ là f to. Đấy, sổ cận xuống từ 2023 đến x mũ 4 trừ 1. Như vậy là gx sẽ bằng, nào thay cận này, f của x mũ 4 trừ 1, đúng không? Trừ đi f của 2023. Rồi. Đấy, như vậy là gx đây này các em này. Đấy, gx đây, có thế thôi các em. Có thế thôi, có gì đâu. Đúng chưa? Và bây giờ muốn tìm cực trị hay là muốn tìm cực đại cực tiểu thì em tính g phẩy và giải g phẩy bằng 0 nhá. Tính g phẩy và giải g phẩy bằng 0. Vấn đề là g phẩy nó bằng cái gì? Nó bằng cái gì thôi? Thì thứ nhất là khi tính đạo hàm ấy, g phẩy x này
cực trị mà, cực trị của GX là tính g phẩy. Thì cái thằng này đạo hàm bằng 0, bởi vì thằng này sẽ là hằng số, đúng không? Em đã thay ẩn, thay bằng 2023 vào thì tất cả các cái chữ x, tất cả các chữ t đều thay bằng số 2023. Thì khi đấy em đạo hàm ra phải bằng 0 chứ, đúng không? Thằng này đạo hàm ra thì mất nhá. Thằng này đạo hàm ra là mất, chuẩn chưa? Như vậy g phẩy chính là f của x mũ 4 trừ 1 phẩy. Đây, f của x mũ 4 trừ 1 phẩy. Thì vấn đề thằng này phẩy ra cái gì? Thằng này phẩy ra cái gì? Đó, ông này phẩy ra cái gì? Thì đấy nó là vấn đề. Rồi, nhá. Thì bây giờ các bạn nhìn đây này, thầy sẽ cho các em một cái ví dụ để một số bạn hiểu xem cái này là gì. Thầy lấy ví dụ nhá, fx đi. Thầy lấy ví dụ fx. Giả sử fx của thầy bằng x bình đi. Giả sử fx là x bình. Đó. Như vậy thì dẫn tới là f to của x, tức là nguyên hàm của fx ấy, là bằng bao nhiêu nào? F to của x, 1 phần 3 x mũ 3 không? 1 phần 3 x mũ 3 cộng c không? Đúng không? F to là nguyên hàm của f nhỏ. Rồi. Thế bây giờ thầy lại lấy thêm một cái nữa này. F của x mũ 4 trừ 1. Này, f của x mũ 4 trừ 1. Có nghĩa là ở đâu có x? Ở đó thầy thay bằng gì các em? Thầy thay bằng x bình. À, thầy thay bằng x mũ 4 trừ 1. Như vậy đó là x mũ 4 trừ 1 tất cả bình. Đúng chưa? Đây, f nhỏ nhá. F nhỏ đi với f nhỏ nhá. Được không? Hiểu không đấy? Tương tự f to này. F to của x mũ 4 trừ 1 bằng 1 phần 3 nhân với x mũ 4 trừ 1 tất cả mũ gì các em? Tất cả mũ 3. Ok chưa? Đấy, thay chữ x bằng f bằng x mũ 4 trừ 1 thôi. Thế bây giờ thầy thử đạo hàm thằng này nhá. Thầy thử đạo hàm thằng này này. Như vậy thầy đạo hàm thằng trái này này. Vậy thầy đạo hàm thằng này xem thầy được cái gì này. Đây, bằng. Nào, kéo 3 xuống nhá. Kéo 3 xuống này. 3 với 3 là hết đúng không? Như vậy còn x mũ 4 trừ 1 bình phương nhân với cả 4x mũ 3 đúng không ạ? U mũ 3 mà, u mũ 3 đạo hàm là 3u bình nhân với u phẩy. 3u bình nhân với u phẩy. Đấy. Đúng chưa? Đấy. Mà em thấy thằng này là gì? Cả thằng này này. Này, cả thằng này này chính là đây này. Đấy. Chính là f. Đây này, thằng này với thằng này giống nhau này, chính là f của x mũ 4 trừ 1 nhân 4x mũ 3. Đây. Các bạn hình dung. F phẩy đằng này đạo hàm chính là đây á, bạn nhìn thấy không? X mũ 4 trừ 1 bình phương này, x mũ 4 trừ 1 bình phương chính là cái thằng f của x mũ 4, f nhỏ đấy, chính là f nhỏ của x mũ 4 này. Hình dung được không? Không hình dung được. Đây, thầy đang tính đạo hàm đằng này giống như cách thầy tính đạo hàm đằng này này, thầy đang tính đạo hàm đằng này này. Thì đạo hàm ra không? Kéo 3 xuống, 3 3 là hết nhá. X mũ 4 trừ 1 mũ 2 nhân u phẩy là 4x mũ 3. Được chưa? Mà cái f này ấy, đấy. Cái f này nó chính là đây này. Đấy. Nguyên cái cụm này này chính là f. Rồi vậy thầy thay vào đây. Suy ra g phẩy x sẽ bằng đấy, 4x mũ 3 nhỏ của x mũ 4 trừ 1 sao? Đấy. Thực ra nó chính là u phẩy nhân f phẩy u đấy các em. U phẩy này, thầy đạo hàm ra là 4x mũ 3 không? Nhân f phẩy u thì f phẩy đạo hàm ra là f. Đấy nhá. Đây thì minh chứng thôi. F phẩy to, f to phẩy đạo hàm ra f. Đó, thế thôi. Còn thầy đang minh chứng bằng cái ví dụ bên này. Còn bạn nào hiểu một cách đơn giản là f đạo hàm là u phẩy là 4x mũ 3 nhân f phẩy u, mà f to đạo hàm thì bằng f nhỏ, được chưa? F to phẩy thì ra f nhỏ. Thế thôi. Thế còn đây thì đã chứng minh bên này rồi nhá, chứng minh rất rõ ràng bên này rồi. Đây này, nhìn ra ngoài này, được chưa? Ok, như vậy là thầy đã có được, đã xóa phần chứng minh nhá, xin phép xóa phần chứng minh đi nhá. Bạn nào mà muốn xem lại thì xem phần chứng minh này nhá. Ok. Rồi và như vậy thì ở đây muốn giải cực trị thì cho f phải bằng 0 thôi, cho f phải bằng 0. F phải bằng 0 thì hai cái bằng với nhau bằng 0, 4x mũ 3 bằng 0 và f của x mũ 4 trừ 1 bằng 0. Vậy là ta được một nghiệm x bằng 0 này. Một nghiệm x bằng 0. Rồi. Còn f bằng 0 khi nào? Thì đây nó lại là bài toán. Đây nó là bài toán tương giao hàm hợp. Tương giao hàm hợp đặt x mũ 4 trừ 1 bằng t. Đấy, tất nhiên là t lớn hơn hoặc bằng âm 1. Đúng không? 0 trừ đi 1 mà. Như vậy ta có phương trình là ft bằng 0. Ft đây này. Đây là fx không? Thì đây biến thành ft bằng trục t không? Ft bằng 0 tức là ft cắt đường thẳng y bằng 0. Đây, cắt đường thẳng y bằng 0. Tại ba nghiệm 1, 2, 3.
Tuy nhiên là t nó phải lớn hơn âm 1, trục t phải lớn hơn âm 1, tức là nó không được lấy hai nghiệm này. Thực ra nghiệm này được lấy nhưng mà nó lại là nghiệm kép cũng không lấy luôn, vô nghiệm. Đó. Đúng không? Đây, FT, đây là đường cong FT, đường người ta cho đồ thị FX mà. Đường cong FT và T này cắt y bằng 0, sai này, sai này. T lớn hơn âm 1 nhá. Xong rồi. À, chính xác là T bằng âm 1, chính xác là T bằng âm 1, xin lỗi các bạn. Chính xác là T bằng âm 1. Sorry. Đây, vẫn còn một nghiệm âm 1 lớn hoặc bằng âm 1 thì có thể ra T bằng âm 1. Đó. T bằng âm 1 như vậy x mũ 4 bằng trừ 1 bằng âm 1 thì cũng vứt rồi. X mũ 4 trừ 1 bằng âm 1 thì cũng lại là nghiệm kép, nghiệm bội chẵn, như vậy cũng loại. X bằng 0 ấy là nghiệm bội chẵn, cũng loại, tại vì sẽ không làm cực trị. Như vậy ta chỉ có duy nhất một điểm cực trị là x bằng 0 thôi của cái x mũ 3 này. Đó. Duy nhất một điểm cực trị x bằng 0 của cái x mũ 3 này. Hết. Được chưa? Còn thằng này thực ra ấy, FT này là luôn dương ấy, FT này là luôn dương ấy các em này. Đây này, FT khi T lớn hơn 1 ấy là luôn dương ấy. Bạn thấy không? Cả cái đồ thị FT nằm trên trục hoành thằng này luôn dương thì chỉ có mỗi thằng này bằng 0 thôi. Rồi, như vậy là bảng biến thiên dễ quá thôi. X y phẩy y. X âm vô cùng với dương vô cùng, nghiệm duy nhất là x bằng 0. Khoảng ngoài cùng bên tay phải cùng dấu hệ số 3, cùng dấu hệ số A. Lạy Chúa vẫn còn hỏi T lớn hơn 1. Đùa, x mũ 4 lớn bằng 0 thì trừ 1 phải lớn bằng âm 1 chứ. Ui trời ơi, thế này mà lên được lớp 12 à? Khoảng ngoài cùng bên tay phải cùng dấu hệ số A nhá. Cùng dấu hệ số A là dương này, 4 này, âm. Bạn Thạch Vương, thế này mà lên được lớp 12 thì cũng đến đỉnh. Rồi đấy, như vậy bảng biến thiên đây. Và như vậy nó có một điểm cực tiểu chứ. Cực tiểu đây này các em. Có người ta hỏi cực tiểu là có một điểm cực tiểu 47A đấy các bạn. 47A nhá. Đấy. Một câu hỏi vừa kiểm tra tích phân mà vừa kiểm tra hàm hợp. Một câu hỏi mà có lẽ là thầy nghĩ người ra đề rất là khéo, đúng không ạ? Họ ra đề vô cùng khéo. Họ vừa hỏi về tích phân, họ vừa hỏi về hàm hợp, họ vừa hỏi về đạo hàm. Thế mẹ oái, oái oăm chứ các bạn. Oái kinh như được các bạn. Đó. Nên sử dụng gì các bạn? Những bạn nào, những vấn đề ở đây là các bạn đã học về điểm biểu diễn hay chưa? À, đã học về minmax số phức hay chưa? Với những bạn nào mà các em chưa học với minmax số phức thì thầy nghĩ là các em nên lên các khóa học của thầy nha. Đặc biệt là khóa tổng ôn vận dụng cao ấy, để các bạn cày minmax số phức cho nó hiểu rõ hơn, được không? Chúng ta cày minmax số phức hiểu rõ hơn thì thầy nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Còn như câu này thì thực ra là cũng thầy nhìn thì thầy biết là à thì chắc là dùng hình học rồi. Đấy, dùng hình học thì thầy nghĩ là ổn hơn. Nào, thế bây giờ thì cùng nhau làm nhé. Nếu mà sử dụng phương pháp hình học thì đầu tiên thầy sẽ gọi số phức Z. Đầu tiên thầy gọi số phức Z có dạng là x cộng y. Tức là sau này nó sẽ được biểu diễn bởi một cái điểm m nào đó có tốc độ là x, y, đúng không? Biểu diễn bởi một điểm m với tốc độ là x và y. Thế mình mới thay vào dữ kiện đầu tiên này. Mình thay dữ kiện thứ nhất. Thừa có mỗi một dữ kiện thôi mà. Modul của Z cộng Z ngang cộng với cả modul của Z trừ Z ngang thì bằng modul Z bình phương. Thực ra thì modul Z bình phương này ấy thì mọi người có thể viết là modul Z tất cả bình phương được. Đấy, cái tính chất này thầy đã từng nói nhiều rồi. Các bạn còn nhớ là thầy đã từng dạy các em nát vở là modul của Z1 nhân Z2 thì bằng modul Z1 nhân modul Z2 không? Chắc các bạn biết cái này đúng không? Thế thì modul của Z bình ấy, bản chất của Z bình là Z nhân Z không? Đấy. Z nhân Z thì nó là modul của Z nhân modul của Z và chả là modul của Z tất cả bình à? Đúng nhá. Đây mình để bình ra ngoài cũng được nhá. Sau đó thì mình thay vào. Lúc này thầy được modul của Z nó là x cộng yi. Z ngang là x trừ đi y, cộng với chỗ này là modul của x cộng y trừ đi x trừ đi y. Rồi và bằng modul của Z là x cộng y tất cả bình. Vậy ta rút gọn đi thì ta sẽ được cái gì? Thầy sẽ được bên này, đó là modul của 2x cộng với bên này là modul của 2y thì sẽ bằng là chỗ này là x bình cộng y bình rồi, đúng không? Căn của x bình cộng y bình mà tất cả bình phương là x bình cộng y bình rồi. Đấy. Thế thì ở đây mình có cái gì đây? Lúc này thì nó lại rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Đấy, thế thôi rồi, thầy chuyển nhá. Như vậy chỗ này khi không còn y nữa ta gọi nó là trị tuyệt đối cũng được. Đấy.
cộng với bên này là thực ra là cũng thế thôi, cái này là modulus của y nhân modulus của 2y các bạn nhé, thì bằng x bình cộng y bình này. Vậy thì ở đây các em thể chuyển thành modulus của 2x cộng với modulus của y là 1 nhé các bạn nhé, 1 nhân với modulus của 2y bằng x bình cộng y bình. Vậy thì chốt lại thầy sẽ có cái phương trình là x bình cộng với y bình trừ đi 2 lần chia đôi x trừ đi 2 lần chia đôi y thì bằng 0. Đúng không? Thế nhưng mà ở đây các bạn thấy là thế thì nó phải có đến 4 trường hợp liền các bạn ạ. Nó phải có đến 4 trường hợp của cái phương trình này liền. Tại vì hai cái trị tuyệt đối mà, cho nên là nếu đúng là có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là x bình cộng y bình trừ 2x trừ 2y bằng 0. Trường hợp thứ hai là x bình cộng y bình trừ 2x cộng 2y bằng 0. Trường hợp thứ ba là x bình cộng y bình cộng 2x trừ 2y bằng 0. Và trường hợp cuối cùng là x bình cộng y bình cộng 2x cộng 2y bằng 0. Như vậy là số phức này có thể thuộc đến 4 đường tròn liền. Nó thuộc 4 đường tròn liền các bạn ạ. Đấy. Thế thì ở đây mình sẽ có đường tròn thứ nhất. Đường tròn thứ nhất ở đây với tâm là tâm y1 đi. Có tọa độ là hệ số xy chia 2 này là 1 và 1, và như vậy bán kính của nó cũng là căn 2. Thế thì bọn này bán kính căn 2 hết. Thằng thứ hai là y2, tọa độ là 1 và âm 1. Bán kính cũng bằng căn 2. Thằng thứ ba là thuộc đường tròn tâm y3, âm 1 và 1, bán kính cũng bằng căn 2 luôn. Và như vậy đây là y4, tọa độ là âm 1 và âm 1, và bán kính cũng bằng căn 2 luôn các bạn ạ. Rồi. Vậy ta kết luận được một điều rất là quan trọng, đó là điểm M biểu diễn số phức Z. Điểm M sẽ nằm trên 4 đường tròn được liệt kê trên, đúng không? 4 đường tròn được liệt kê trên. Đấy. Còn nó nằm ở đâu ấy thì còn phải phụ thuộc vào việc ta đang tính cái gì. Đấy. Thế thì bây giờ các em sẽ nhanh chóng vẽ giúp thầy 4 cái đường tròn, thực ra gọi là nhanh thôi chứ mà không không thể nhanh được, đúng không? Đấy, x này, y này, vẽ đại khái thôi nhá. Tâm đầu tiên là 1 1 này, 1 1. Đấy. Tâm tiếp theo thì chấm đỏ vào nhá. Tâm tiếp theo là gì? Là 1 trừ 1. Đây, chấm đỏ vào nhá. Tâm tiếp theo là trừ 1 1. Đây, và tâm cuối cùng ở đây. Ô, tạo thành một cái hình vuông này. Và tất cả những cái đường tròn này đều có bán kính bằng bao nhiêu các em? Căn 2 cả, đúng không? Bán kính đều là căn 2 cả. Thầy sẽ vẽ một cái đường tròn có bán kính là căn 2. Đại khái thôi nhá. Căn 2 thì nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Căn 2 là 1,4 à? 1,4 thì nếu mà sẽ về đây. Đại khái thôi nhá. Đây, đại khái đi. Thu bé nó lại. Đây, đây là đường tròn có từ từ. Đây là đường tròn có bán kính là căn 2 và thầy sẽ di đường tròn này đấy, các bạn thấy không? Bán kính là căn 2 nhá. Tạm thế, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ có thêm một cái đường tròn nữa. Cái này có copy không nhỉ? Sao chép? À, đâu nhân đôi chứ. Đấy, nhân đôi tiếp. Ồ, 4 cái. Rồi. Công nghệ là thế. Rồi, ok, ta đưa từng cái vào đây một nha. Đấy, đường tròn thứ nhất này. Cái này chính ra lại rất là rắc rối. Đường tròn thứ hai này. Đại khái thôi các bạn nhé. Chứ làm sao mà chính xác được. Đúng không? Đường tròn thứ ba này. Đường tròn thứ tư này. Nào. Ok chưa? Đâu rồi, đường tròn thứ tư đâu rồi? Nhân đôi. Rồi, tạm thế nhá. Cái đường tròn này trông chả bằng nhau lắm. Ok, như vậy thầy có 4 đường tròn tâm O nhá. À, tâm có bán kính là căn 2. Bây giờ thầy xem nào. Họ yêu cầu thầy là phải tính giá trị lớn nhất của cái này. Đây, tính giá trị lớn nhất của cái này. Và chúng ta xem đây là độ dài cái nào. Như với những bạn nào học với thầy Minmax số phức rồi thì các em biết đó chính là độ dài của một cái gì đấy, đúng không? Đấy. Thì bây giờ ta sẽ xét cái modulus của 2 trừ 3, modulus của z trừ đi 2 cộng 3y thì nó là bao nhiêu? Căn của x trừ 2 tất cả bình cộng với y cộng 3 tất cả bình. Thế thì dễ quá mà x y thì là số là điểm biểu diễn M rồi. Như vậy cần thêm một điểm A nữa là 2 âm 3 nữa. Như vậy đây chính là biểu diễn độ dài của đoạn MA. Đây chính là đoạn MA. Đúng không? Với M chính là số phức xy và điểm A là 2 âm 3.
Đấy, cái này lý thuyết của hình học thầy đã từng nói rất là nhiều lần rồi. Vậy là bài toán muốn tìm là tìm vị trí của M. Tìm vị trí của M để MA là lớn nhất. Để MA lớn nhất. Nha. Mà điểm A cố định là 2,3 các bạn ạ. 2,3 đây là 2 này, -3 tít thế này này. Đây. Điểm A đây, 2,3. Và bây giờ mình cần tìm cho thầy một điểm M trên bốn cái đường tròn này. Đây, bây giờ điểm A nó cố định ở đây, mình cần tìm điểm M cố định ở bốn đường tròn này, đúng không? Để cho MA lớn nhất, thế thì nó ở đâu sẽ lớn nhất các bạn? Thì chắc chắn là nó ở đây này các bạn này. Nếu mà muốn lớn nhất ấy thì bắt buộc nó phải ở cái khu vực mà A nối đi qua tâm của cái thằng đường tròn này này. Đấy. Thế nên thầy lấy đại khái được nhá. Đây. MA của thầy sẽ phải ở đây. Đây. Thì chắc chắn là MA sẽ lớn nhất. M nó phải ở đây các bạn ạ. Tại vì M ở đâu thì cũng không thể dài bằng ở đây được. Đấy. Thì khi đó M ở đấy. Và M như vậy là để. Đây. Như vậy là để cho MA lớn nhất. Thì M phải ở cái vị trí mà thầy đang vừa tô đen ấy. Tức là khi đó MA sẽ chính bằng cái đoạn gì? Đoạn MA sẽ bằng đoạn này. Đoạn này là căn 2 là bán kính của đường tròn. Cộng với đoạn IA. Đúng không? Y này là y mấy đấy? Y này là y2. À đâu? Y này là y3 đấy. Sẽ bằng căn 2 này. Cộng với đoạn chỗ này là y3 đấy các bạn ạ. Đúng không? Y3 là trừ 1, 1 mà. Y3, 2. Y3A. Đấy. Mà cái đoạn y3A này thì các bạn hoàn toàn tính được. Với y3 đây nhá, với y3 đây và a đây đúng không? Thì các em tính được y3 không? Ta có vector a y3 là y3 trừ a này trừ 3 và 4. Như vậy độ dài của a y3 sẽ bằng căn của trừ 3 bình cộng với cả 4 bình sẽ là 5. Đấy, 5. Hết rồi. Như vậy chỗ này sẽ bằng căn 2 cộng 5. Sao? Và đây chính là giá trị lớn nhất, căn 2 cộng 5 nhá, có không? Có luôn đáp án B 48B. Đấy. Như vậy là những ai mà các em biết được về phương pháp hình học thì cái câu này các bạn giải quyết rất là nhanh. Nhanh không? Không khó chút nào cả. Đây là M nó nằm trên bốn cái đường tròn này. Mà người ta đang cần MA lớn nhất trong khi A cố định ở đây rồi thì M bắt buộc phải chỗ này. Không có chỗ nào dài hơn được đâu các em ạ. Đấy. Nó phải là đi qua cái tâm. Đấy nhá. Một cái câu hỏi mà thầy nghĩ là những ai mà các em đã học min max số vức, thầy đã hướng dẫn cặn kẽ từ lý thuyết đến cơ bản đến nâng cao rồi thì các em thấy bài này các bạn giải quyết rất là nhanh. Đó. Ok. Ở máy tính em cứ nhập phương trình bấm shift can thôi. Ui giời ơi, sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi mà còn chưa biết cái giải phương trình trên máy tính à? Thôi các bạn đừng bắt thầy yêu nữa các bạn, thầy mệt rồi. Để yên thầy còn tập trung soạn bài. Thế bây giờ yêu đương vào ai soạn bài cho không? Nào một bài rất quen thuộc, tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng OXY này. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng OXY để gì nhỉ? Độ dài của tổng hai vector MA cộng MB là nhỏ nhất. Bài này là bài mà phải dùng phương pháp chèn gì các bạn? Chèn điểm đúng không? Mấy cái bài này phải dùng chèn điểm. Dũng Nguyễn đi ngủ à? Xin ngủ đi nhá. 17 tuổi, 10 rưỡi đã ngủ. Hồi bằng tuổi các em 4 rưỡi thì mới ngủ các bạn. Học nó phải thế các bạn. Nào các bạn, P này bằng độ dài của vector MA cộng với vector MB. Các em nhớ là những bài như này mình phải thường xuyên dùng phương pháp chèn điểm nha. Mình thường xuyên phải dùng phương pháp chèn điểm. Mình chèn điểm Y vào giữa thầy. MA mình tách thành MY cộng với IA. MB mình tách thành MY cộng với IB. Đúng nha. Rồi, như vậy biểu thức P của thầy sẽ bằng MY cộng MY là 2 lần MY cộng vector IA và cộng với vector IB.
Bây giờ thì biểu thức P người ta đang yêu cầu tính giá trị nhỏ nhất này, biểu thức P gần giá trị nhỏ nhất thì được mình biến thành như này rồi. Nhiệm vụ tiếp theo đó là mình sẽ cố gắng quy cái biểu thức P này về MI thôi, đúng không? Ta cố gắng quy biểu thức P này về MI thôi bằng cách là ta sẽ cố gắng triệt tiêu chỗ này đi. Đấy, chúng ta sẽ cố gắng triệt tiêu cái chỗ này đi. Đấy. Thế còn muốn triệt tiêu thì bây giờ nhiệm vụ của các em là tìm ra một điểm Y. Tìm ra điểm Y. Sao cho là IA cộng IB, vector IA cộng vector IB bằng 0. Triệt tiêu là bằng 0 mà. Đúng không? Thế thì muốn ra được bằng 0 thì các em nhớ cái công thức tính nhanh không? Công thức tính nhanh không? IA cộng IB muốn ra bằng 0 thì Y nó bằng gì? Y sẽ bằng A cộng B chia cho hệ số 1 với 1 là 1 cộng 1. Đúng không nhỉ? A cộng B chia 1 cộng 1. Đấy. Thì như vậy nó là A cộng B chia đôi thôi. Rồi nào, x cộng x chia đôi, y cộng y chia đôi giúp thầy nào. X cộng x này, 1 cộng 1 là 2, 2 chia 2 là 1 này. 2 cộng 2 là 4, 4 chia đôi là 2 này. 3 cộng 1 là 4, 4 chia đôi là 2 này. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Như vậy là điểm y có tọa độ 1, 2, 2 là điểm giúp thầy triệt tiêu. Vậy, với điểm y là 1, 2, 2 thì cái biểu thức P mà các em cần tính, đây này. Thì cái biểu thức P mà đầu bài cần tính ấy nó sẽ bằng 2 lần MI, vector MI, độ dài của MI vì thằng này bị triệt tiêu rồi mà, đúng nha. Thế mà các em biết độ dài của một vector ấy, độ dài của một vector thì nó cũng chính là độ dài đoạn thẳng thôi, tức là P bằng 2 lần MI. Khi đó thì nó nhỏ nhất là MI nhỏ nhất, à đâu, P nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, đúng không? Như vậy P nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất. Rồi, ban cái đã. Ban. Đấy. Đùa. Nào, P nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất. À. Và nếu MI nhỏ nhất khi nào? Đấy, MI nhỏ nhất khi nào thì các bạn nhớ này. M nó nằm trên mặt phẳng OXY, M nằm trên mặt phẳng OXY. M thì luôn dao động trên mặt phẳng OXY, còn điểm Y cố định là 1 2 2. Thế thầy hỏi các bạn là một cái điểm M nằm trên mặt phẳng OXY thì khi nào thì MY sẽ nhỏ nhất nào? Khi nào MY nhỏ nhất? Nếu điểm M nằm trên mặt phẳng OXY thì khi nào MY nhỏ nhất? Khi nào? Đó là khi M là chân đường gì các bạn? Chân đường vuông góc, đúng không? Khi đó M là chân đường vuông góc của Y. Được chưa? Đấy. Thế thôi. Và tức là M sẽ phải là hình chiếu của Y. M là hình chiếu của Y lên OXY. Đó. Và hình chiếu lên mặt phẳng OXY thì các bạn nhớ là chiếu lên đâu thì giữ nguyên đó nhá. Điểm Y này chiếu lên OXY này, chiếu lên đâu thì giữ nguyên đó. Chiếu lên x, chiếu lên y thì giữ x, giữ y, giữ 1, giữ 2. Còn cái gì z không được chiếu thì về 0, 1, 2, 0. Nha. Chiếu lên x, chiếu lên y, 1, 2, 0. Nha. Rồi. Đáp án đúng là đáp án A nha. 1, 2, 0. Được chưa? Cho hai điểm A và B. Gọi S1 là S2 là hai mặt cầu thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với đường thẳng AB. Ok. Thì sẽ vẽ hai mặt cầu đó nha. Nhưng mà hai thằng này cũng tiếp xúc nhau nhé. S1 và S2 không những tiếp xúc với đường thẳng AB mà S1, S2 còn tiếp xúc ngoài với nhau nhé. Đấy, tiếp xúc ngoài đã chạm nhẹ. Đấy, chạm nhẹ một chút thôi. Rồi, thầy gọi này là tâm Y1 đi. Tâm Y2 nhé. Và nó luôn tiếp xúc với đường thẳng AB. Tức là có một cái đường thẳng. Làm nhau là tất cả nhé. Trước đây làm nhỏ cho tất cả nhỉ. À đấy, mình phải đặt hai ngón tay vào. Dạ yeah, đấy, công cụ nó phải thế các bạn. Tiếp xúc đường thẳng AB, ok. Ta. Bên mất. Ok. Thế như vậy tiếp xúc về tại A đi. Tờ này là 233.
Tiếp sẽ B đi. Trừ 2, trừ 1, 1. Ok. Đấy, tiếp xúc tức là vuông góc với bán kính nhé các em. Rồi. Tiếp theo, hai đằng này luôn tiếp xúc ngoài với nhau tại M, hai mặt cầu tiếp xúc ngoài với nhau tức là cái đoạn nối tâm ở đây. Nối vào thì đây sẽ là M. Ok. Bây giờ người ta bảo là khi khoảng cách từ M à khi lúc lúc này với hình vẽ này thì khoảng cách từ điểm M này tới mặt phẳng P này lớn nhất là bao nhiêu? Rồi, khoảng cách từ M đến P lớn nhất là bao nhiêu? Thế nhưng mà bây giờ vấn đề là M nó ở đâu? Người ta bảo là M M ở đâu để còn đi tính khoảng cách từ M đến P chứ đúng không? M nó ở đâu? Đấy thì các bạn để ý cho thầy nha. Bây giờ mình sẽ chứng minh như sau này, có một cái tính có một cái hình vẽ. Đây hình vẽ này chắc bạn hiểu rồi. À. Thế bây giờ thì vuông ở đây do tiếp xúc mà. Bây giờ thầy nối cái AM. Các bạn nhìn thấy cái tam giác AMB này nhé. À. Thì đầu tiên này, các bạn nhìn thấy này. Các bạn công nhận với thầy rằng là hai cái góc màu đen này bằng nhau không? Vì tam giác AI1M cân, đúng không? Cân. Vì hai thằng này cùng là bán kính mà, cùng là bán kính cân. Hai cái góc này cũng bằng nhau. Đúng nha, hai góc này cũng bằng nhau. Đấy. Thế mà các bạn ạ, vậy thì ta sẽ cộng tổng ba góc này thì sẽ bằng tổng bốn góc này, đúng không? Góc M1 cộng góc M2 thì gọi M1 đi. M1 cộng M2 cộng M3. Ta thấy là rõ ràng góc M1 cộng M2 cộng góc M3 thì cũng sẽ bằng tổng bốn góc này là A1 cộng A2, đây là gọi là A1 A2 nhá. Cộng B1 cộng B2. Vì cùng bằng 180 độ mà, có đúng không? 180 độ vì tổng hai góc này là 90, tổng hai góc này là 90. Như vậy tổng bốn góc này là 90 cộng 90 là 180, còn tổng ba góc này thì là bù là một là 180 rồi. Tóm lại tổng ba góc này thì bằng tổng ba góc này vì cùng bằng 180 độ. Đấy, thằng này là 90, thằng này 90. Thế mà này, thế mà M1 lại bằng A1 đúng không? M bằng M1 bằng 1 triệt tiêu này, được chưa? M3 thì lại bằng với cả B1 triệt tiêu này. Như vậy ta suy ra được còn lại này là góc M2 thì sẽ bằng góc A2 cộng B2. Rồi. Vậy góc M2 ở đây sẽ bằng tổng hai góc còn lại. Thế thì điều đó chứng tỏ là gì? Nếu góc này bằng tổng hai góc còn lại như vậy mỗi là ngày 90, vậy chứng tỏ là M2 bằng 90 độ. Đấy. Được chưa? Đấy là gì chi tiết rất là quan trọng nhá. Vậy tóm lại ta có M2 chính bằng gì các bạn? Rồi, 100 bằng 90 độ. Như vậy suy ra góc này là góc vuông. Đấy, dữ kiện rất quan trọng. Vậy suy ra AM vuông góc với BM. Được chưa? Thế nếu AM vuông góc với BM mà AB cố định. Đây, mà A với B cố định, AB cố định. Điều đó chứng tỏ là này, trong hình học phẳng ấy thì nếu mà góc M này nhìn AB dưới một góc vuông thì trong hình học phẳng thì M sẽ thuộc đường tròn đường kính AB, các bạn có nhớ không? Đường tròn đường kính AB, nhưng đấy là trong hình học phẳng. Còn trong hình học không gian thì nếu nhìn AB dưới một góc vuông thì M sẽ phải thuộc đường tròn, à được rồi các bạn, thuộc hình cầu, mặt cầu. Đấy, mặt cầu có đường kính AB. Chuẩn chưa? Đấy, trong hình học phẳng thì mình sẽ nói là thuộc đường tròn đường kính AB, đúng không? Thế còn đây trong hình không gian thì mình nói là mặt cầu đường kính AB. Rồi, như vậy là điểm M của thầy được thuộc mặt cầu đường kính AB. Và bây giờ thầy mới xét nó đến chỗ này. Đấy, AB ở đây thì có tâm là trung điểm AB là bao nhiêu nhỉ? Trung điểm là bao nhiêu? 0 này, A cộng B chia đôi nhé. A cộng B chia đôi 0 này. 1 này, 0, 1, 2 đúng không? Đấy. 3 cộng trừ 1 là 2, 2 trừ 1 là 1 này. 3 cộng 1 là 4 chưa? Rồi. Như vậy M thuộc mặt cầu đường kính AB tâm Y 0, 1, 2. Vậy thì thầy vẽ ra một cái mặt cầu như thế. Mặt cầu đây. Rồi, mặt cầu ở đây đường kính AB. Đường kính AB. Được chưa? Có tâm Y là 0, 1, 2. Ok chứ nhỉ? Rồi, và M sẽ thuộc một cái mặt cầu này. Nó sẽ nằm ở đâu đó trên cái mặt cầu này. Và bây giờ người ta bảo là M khoảng cách đến mặt phẳng P là đạt giá trị lớn nhất. Thế mặt phẳng P này thì trước hết là các bạn thử xem thầy tính hộ thầy cái bán kính của bán kính của hình cầu rồi đã. Bán kính hình cầu này chính là đoạn IA các bạn nhé. Đoạn IA là bằng bao nhiêu? Điểm I, điểm A đây. Căn của IA, vector IA này. A chữ I này, 2 bình này. 2 chữ 0 tất cả bình này. 3 chữ 1 này. 3 chữ 1 tất cả bình này. Rồi 3 chữ 2 tất cả bình 1. 3 chữ 2 tất cả bình. Rồi.
Như vậy là bán kính của mặt cầu này bằng IA và bằng căn của 2 bình cộng 2 bình là căn 9, A là 3. Ok, như vậy mặt cầu này có bán kính bằng 3. Tiếp theo thầy thử vẽ cái khoảng cách, thầy tính khoảng cách từ điểm Y. Thầy tính khoảng cách từ điểm Y tới mặt phẳng P nhé. Khoảng cách từ Y tới P để xem P nằm trong hay nằm ngoài ấy mà. Y là 012 này, đến mặt phẳng P này. Nó bằng 012 thay vào trên tử này, 0 này, 1, 2 này. Đấy. Trên căn của 1 bình cộng 2 bình cộng trừ bình, 1 bình cộng 2 bình cộng với trừ 2 bình. Yeah. Như vậy nó bằng là bao nhiêu nhỉ? 2. Ở trên tử là 6 chia 3 là 2 rồi. Như vậy khoảng cách bằng 2 chứng tỏ là cái mặt phẳng này vẫn chỉ nằm trong mặt cầu thôi, vì mặt cầu có bán kính bằng 3 mà. Đấy. Mà phẳng P vẫn nằm trong mặt cầu thôi. Vậy thì lúc này thầy hỏi các bạn là điểm M là điểm mà dao động trên đường tròn M, à trên hình mặt cầu này, mà khoảng cách từ M đến mặt phẳng P phải lớn nhất thì phải M ở đâu? Thì chắc chắn M về đây rồi. Muốn lớn nhất thì M về đây, các điểm khác không thể lớn bằng được. Đấy. Nếu M ở đây thì khoảng cách từ M xuống mặt phẳng P sẽ lớn nhất, đúng nha? Ừ. Vậy để khoảng cách từ M đến P lớn nhất, để khoảng cách từ M đến P là lớn nhất thì như vậy suy ra là M sẽ phải nằm trên đó. Như vậy là lúc đó MH, thầy gọi là MH sẽ bằng MI cộng với IH, đúng nha? Mà MI chính là bán kính của hình cầu này là 3. Cộng với IH là khoảng cách từ I xuống P, khoảng cách từ I xuống P là 2. Vậy 3 cộng 2 bằng 5. Đó, khoảng cách lớn nhất sẽ là 5. Rồi, một câu câu này thì khá là đơn giản, đúng không? Ừ, các bạn ấy. Ok chưa? Thế nhá.